hiện giờ An Cửu ở tại Lâm Phủ ở Cửu Phương Thành. Bảo mẫu của An Cửu rời Phủ Thượng Thư khi nàng 5 tuổi, gả làm vợ kế cho một vị thương nhân buôn bán, nhà thương nhân ở Cửu Phương Thành, bảo mẫu cũng đi theo đến Cửu Phương Thành. Thương nhân họ Lâm, có tầng quan hệ này với Phủ Thượng Thư, mấy năm nay công việc làm ăn ngày càng phát đạt, hai nhà vẫn luôn không ngừng liên lạc với nhau. Mỗi dịp cuối năm, nhà bảo mẫu đều sẽ gửi quà năm mới tới Phủ Thượng Thư. An Cửu đúng là nghĩ tới bảo mẫu, Cửu Phương Thành lại cách kinh thành ngàn dặm, mới đảo hôn tới chỗ này đường đường là tiểu thư phủ thượng thư ngàn dặm xa xôi tới đây nhờ cậy thậm chí còn không đánh tiếng tiếp đón khiến lâm phủ đột nhiên không kịp trở tay kết quả gần đây liền mất tích trong phủ trên dưới lâm phủ tức khắc hỗn loạn thật vất vả tìm nàng về lâm phu nhân ôm nàng khóc lớn một hồi lúc sau lâm lão ra liền làm chủ mời nhóm hạ tử kinh tới làm khách ăn cơm thể hiện lòng biết ơn lâm phủ ở cửu phương thành cũng coi như là phú hộ đình viện rộng lớn có núi giả có ao hồ đình đài lầu các từng bước là phong cảnh bàn ăn đặt ở một tòa đình hóng gió đúng lúc tháng tư mùi thơm vô vùng cách đó không xa là hoa viên nơi cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ gấm hoa ngồi ở đình hóng gió có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh mọi người trên bàn ăn như cũng nói chuyện về ám trang hạ tử kinh nhấc một ngụm rượu nhíu mày lắc đầu thành chủ ngồi tù nhưng huyện lệnh cửu phương thành vẫn luôn thoái thác dường như không muốn xử trí hắn lâm lão gia cũng thở dài nói hàng năm thành chủ tặng quà cho huyện lệnh việc này có lẽ sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có cửu phương thành trời cao hoàng đế xa, chúng liền thành vua một cõi. Thần sắc lâm thanh niên khó chịu, còn có vị quận thú quận thanh dương kia, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào bắt hắn sao? Dứt lời, nàng chuyển tầm mắt về phía an cửu, an tiểu thư, cô có cách gì không? Thành thanh dương cách cửu phương thành không xa, bọn họ cũng ở hắc lâu tìm được chứng cứ phạm tội của quận thú, chỉ là huyện lệnh cửu phương thành vẫn luôn kéo dài, nói cái gì mà việc này quá lớn hắn không quản được còn phải trình sổ con tới kinh thành, mời quan cao hơn một bậc tới xử trí bla bla. Tóm lại một câu, ba phải, Hạ Tử Kinh và Lâm Thanh Nhiên đều rất phẫn nộ, nhưng lại không còn cách nào khác. Những chứng cứ phạm tội và nhân chứng đó đều đã giao cho quan phủ, kết quả sau này như thế nào, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không thể nhúng tay. Lâm Thanh Nhiên vừa nói ra, những người khác cũng đều nhìn An Cửu. An Cửu từ trong chén ngẩng đầu lên, Cát Hương thông minh lập tức đưa khăn tay ra, nàng thong thả ung dung lau miệng, nhìn một vòng mọi người trên bàn. Lời này của Lâm Thanh Nhiên ý tứ rất rõ ràng, nàng ta hy vọng An Cửu xuất đầu, để cha nàng là thượng thư nói trước mặt thánh thượng, chừng trị mấy quận thú kia. An cửu đánh giá thần sắc mọi người, trong ánh mắt lâm lão gia và lâm phu nhân cũng đều là chờ đợi. Hiển nhiên hai người này cũng hy vọng nàng mau về nhà, bọn họ không muốn nhận lửa giận của An thượng thư, chỉ là ngại nói trước mặt đại tiểu thư. Hạ tử kinh và lâm thanh niên đơn giản xuất phát từ đạo nghĩa, cho nên muốn nàng có thể góp một phần lực. Đến nỗi bùi tịch, ánh mắt An cửu chuyển rời đến trên người hắn, nam nhân mặt mày ôn nhuận, một tay cầm đúa một tay đỡ ống tay áo tuyết trắng, động tác không nhanh không chậm, Phảng phất công tử thế gia, nhất cử nhất động thập phần cảnh đẹp ý vui. Người khác đều đang nhìn nàng, chỉ có Bùi Tịch giống như đứng ngoài cuộc. Người sau lưng ám trang là hắn sao? An Cửu không dám xác định, nếu là hắn thật, vậy hắn hẳn là sẽ không hy vọng nàng đi tìm An Thượng thư. Chỉ khi ám trang tồn tại lâu dài, hắn mới có thể không ngừng thu. Hoạch lợi ích không phải sao? Chú ý tới tầm mắt nàng, mi mắt công tử Bạch Y nhẹ nâng, ánh mắt ấm áp nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia nghi vấn. Biểu tình kia, mười phần trong sạch vô tội. An Cửu rời mắt, nội tâm cười lạnh, Bùi Tịch còn có thể vô tội. Nhớ lại những hắc y nhân mất đi thần trí, đến nay nàng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng An Cửu đưa ra quyết định. Lát nữa ta liền viết thư cho cha, bảo cha phái người tới xử lý chuyện này. Nàng dương cầm, giữa mày hiện lên một tia ngạo khí sinh ra đã có sẵn, ngữ khí nhẹ nhàng bâng cua nói, những tên đó dám đắc tội bổn tiểu thư, bổn tiểu thư cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng quan tâm hắn có phải làm chủ phía sau hay không làm gì, phá hủy ám trang nàng đã định rồi. Hắn càng không vui càng tốt, dù sao, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là đại tiểu thư nông cạn vô tri lại ngạo mạn ngang ngược mà thôi. Một bữa cơm khách và chủ đều vui, dùng cơm xong, Lâm Phu Nhân nhờ bùi tịch trần bệnh cho mình, an cửu đi vào thư phòng, viết một phong thư đơn giản báo tình huống ở cửu phương thành, chuẩn bị gửi về kinh thành. Thư vừa viết xong, Lâm Thanh Nhiên liền chủ động nói, an tiểu thư, nhà ta có người chuyên giao tin tức, đi đường rất nhanh, có thể giao thư cho ta, nhiều nhất hai ngày liền có thể tới Kinh Thành. Dựa theo tốc độ chạm dịch, từ cửu phương thành truyền tin đến Kinh Thành ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng, hai ngày của Lâm Thanh Nghiên xem như vô cùng nhanh. Sau khi An Cửu hỏi qua, mới biết hóa ra Sơn Trang đúc kiếm cũng buôn bán, nhiều thế hệ Lâm gia đúc kiếm, nhưng không chỉ bán kiếm, còn có các loại dụng cụ bằng sắt, cho nên Lâm gia có rất nhiều cửa hàng trong thành. Để liên lạc với nhau, Lâm gia bồi dưỡng một bầy bồ câu đưa tin, có thể nhanh chóng truyền tin giữa các thành. An Cửu yên tâm giao thư cho Lâm Thanh Nghiên. Bỗng nhiên, động tác An Cửu dừng lại, nàng nắm lấy một bên phong thư, Lâm Thanh Nhiên nắm bên kia, thấy nàng không buông tay, nghi hoặc nói, An Tiểu Thư. An Cửu nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên và Hạ Tử Kinh, nói ta có thể gửi thư đi, nhưng có một điều kiện. Lâm Thanh Nhiên biến sắc, không biết vì sao nàng lại đột nhiên đổi ý, chỉ cảm thấy An Tiểu Thư này đúng là nói không giữ lời. Nàng nhíu mày, hỏi, điều kiện gì? An Cửu gửi nhẹ một tiếng, nói ta là chạy từ trong nhà ra, một khi ta gửi thư đi, cha sẽ tới bắt ta về. Nghe nói kế tiếp các người phải rời khỏi cửu phương thành, ta muốn đi cùng các người. Lâm thanh nhiên theo bản năng cử tuyệt, không được, ngao du giang hồ rất nguy hiểm, hơn nữa trên đường phải ăn ngủ ngoài trời. An tiểu thư cô không có võ công, sao cùng chúng ta lên đường được? An cửu vừa nghe, lập tức muốn lấy lại thư, vậy bỏ đi, thư này ta không gửi. Lâm thanh nhiên, hạ tử kinh một bên nghe các nàng nói chuyện lúc này mới lên tiếng ta đồng ý với cô. Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy thiếu hiệp vẻ mặt chính trực nói, an tiểu thư đi cùng chúng ta đi, ta có thể phụ trách bảo vệ cô. Lâm thanh nhiên do dự một lát, cắn cắn môi, miễn cưỡng đồng ý, được. An cửu hơi mỉm cười, lúc này mới buông tay ra. Như vậy, mới là kết cục hoàn mỹ trong lòng nàng. Lâm thanh nhiên đi đến bên cửa sổ thổi còi gọi bồ câu đưa tin nhà mình, hạ tử kinh thấy sắc mặt nàng khó coi, khó được thông suốt một hồi, đi qua nhỏ giọng khuyên nàng cái gì đó. An cửu không có hứng thú nghe đôi trẻ thì thầm, một thân thoải mái đi ra cửa, đến vườn ngắm cảnh nhà cửa lâm gia là chính gốc của lâm viên tô thị an cửu ở hiện đại cũng từng sống trong kiểu vườn này nàng trên danh nghĩa cũng có một mảnh nhưng lâm viên thời hiện đại phần lớn trải qua cải tạo thêm rất nhiều cải biến mất đi phần cổ điển tâm trạng nàng lúc này rất tốt bảo tì nữ cắt hương đi dọn ghế quý phi cho minh nàng muốn kê gối ngủ chưa dưới ánh mặt trời bên hồ sen hoa sen chưa nở nhưng trong ao mọc đầy lá sen cao thấp đan sen phiến lá tròn tròn cao vút đứng trên mặt nước như những chiếc ô nước ao rất cạn bám lan can nhìn xuống có thể thấy cá coi bơi lội dưới tán lá sen. Xuyên sách vẫn có cái tốt, đó chính là có thể yên tâm thoải mái nghỉ phép, không cần xử lý công việc khổng lồ ở công ty, cũng không cần lục đục tranh quyền đoạt lợi với một đám anh chị em chú bác. An Cửu dựa vào lan can ngắm cảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc từ xa truyền tới. Không cần nhìn, nàng liền biết người đến là ai. Quả nhiên dương mắt nhìn lên, công tử Bạch Y ngồi trên xe lăn, được A Thất đẩy từ hành lang đến. Xe lăn lăn đến trước mặt An Cửu, mới chậm rãi dừng lại, Bùi Tịch hơi gật đầu với nàng, ý cười trong trẻo, "An tiểu thư." An Cửu liếc nhìn hắn một cái, nói có lệ, "Bùi thần y." Bùi Tịch, An tiểu thư có hứng thú thật, An Cửu không để ý đến hắn, nàng hiện tại thích chính là Phi Y, lại chán ghét Bùi Tịch, có lý do lạnh lùng với hắn. Bên người còn có tỷ nữ của Lâm phủ đi theo, An Cửu nói với tỷ nữ, "Đi lấy một ít thức ăn của cá cho ta, ta muốn cho cá ăn." "Vâng, tiểu thư." Tỷ nữ rất nhanh đem thức ăn cho cá tới, An Cửu tìm đến chỗ lan can thấp ngồi xổm xuống hứng thú cho cá ăn ném thức ăn cho cá xuống một đàn cá nghe tin bơi đến tụ tập tranh giành nhau an tiểu thư viết thư xong chưa an cử nghe tiếng quay mặt lại lộ ra vẻ mặt sao huynh còn ở đây mắt sắc bén phát hiện động tác phẩy quạt xếp của nam nhân dừng lại a à, ra vẻ quá nhỉ mới tháng tư mà dùng quạt nàng hiện tại thấy hắn thế nào cũng không vừa mắt cũng không giấu nữa nói thẳng viết xong rồi đưa cho lâm cô nương nàng nói hai ngày là có thể đến kinh thành sao vậy bùi tịch rũ mắt khóe môi cong lên thần sắc càng thêm ôn nhu, như vậy à? Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 64. Ủa, không vui, lúc trước An Tiểu Thư nói muốn tập võ. An Cửu ngắt lời hắn, quên nói, sợ về sau lại gây phiền toái cho bùi thần y. Ta đã thỏa thuận với Hạ Đại Ca và Lâm Cô Nương, tiếp theo sẽ cùng các người ngao du giang hồ. Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô cộng 5, hiện tại là trừ 59. Trên mặt bùi tịch hiện lên vài tia không tán đồng, An Tiểu Thư thân thể quý giá, sao có thể cùng ta ngao du. An cửu, người diễn, người lại diễn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà tuyết miệt, hít mắt cười nói, không sao, hạ đại ca nói, hắn sẽ bảo vệ ta, an nguy của ta hắn một mình gánh chịu đó. Ngữ điệu của thiếu nữ nhẹ nhàng, cho dù kẻ nào cũng có thể nghe ra nàng đang sung sướng. Ngón tay bùi tịch bỗng nhiên nắm chặt nan quạt lạnh lẽo, lông mi dài hơi nhíu lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia u ám. Hạ tử kinh, lúc này, ám trang hắn bí mật khống chế nhiều năm đã bị hủy, mười mấy tên sát thủ tỉ mỉ bồi dưỡng đã chết. Còn có lão người mù thần bí cũng không thấy bóng dáng. Tổn thất không thể nói là không nặng, nhưng vì kế hoạch, những thứ đó đều có thể vứt bỏ. Vàng bạc tầm thường mà thôi, không thể quan trọng hơn mạng hắn. Trọng sinh một kiếp, mục đích lớn nhất của Bùi Tịch chính là mau chóng giải kịch độc không tên trong người. Chỉ cần không có độc này, rốt cuộc không ai có thể động vào hắn. Kế hoạch ban đầu tiến triển không tồi, nhưng hôm nay, hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ lại quay đầu, vươn ngón tay đụng vào con cá nổi trên mặt nước khuôn mặt nhỏ tinh xảo bằng lòng bàn tay dưới ánh mặt trời trắng nõn trong suốt, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười lộng lẫy không thèm che giấu. Cho dù thích ân nhân cứu mạng phi y, cũng sẽ sinh ra hảo cảm với hạ tử kình sao. Thật là, nữ nhân một lòng hai dạ, độ hảo cảm của bùi tịch đối với cô trừ 20, hiện tại là trừ 79. Tiếng nhắc nhở bên tai, nhưng ý cười trên mặt an cửu không hề. Thay đổi, ghen tị sao, không đúng, hẳn là phát hiện vật sở hữu của mình có dấu hiệu thoát khỏi sự khống chế, cho nên dục vọng chiếm hữu phát tác ý cười bên môi an cửu càng sâu bận trêu cá chuyện yêu đương này không chỉ đối tốt với một người là đủ có câu nói rất đúng liếm cẩu liếm đến hai bàn tay trắng an cửu cảm thấy bùi tịch rất thích hợp câu người cũng giống như câu cá có lỏng có chặt có tới có lui khi cá lớn vùng vẫy thì thả dây cá lớn mệt liền kéo dây như vậy xác suất thu hoạch mới có thể lớn nhất ký chủ độ hào cảm giảm xuống quá nhanh mong công nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ ta đang nghiêm túc làm nhiệm vụ mà an cửu mỉm cười không tiếng động trả lời hệ thống người không phát hiện bây giờ bùi tịch rất để bụng ta sao muốn khiến người như bùi tịch yêu một người đối xử tốt với hắn không cũng vô dụng người phải khiến hắn trải qua cảm giác có được nhưng lại mất đi mất đi rồi lại có được đến lúc đó ta không tin hắn không yêu ta không muốn cho ăn nữa cất đi thôi đại tiểu thư cho cá ăn một hồi lại như đột nhiên mất hứng đưa hộp đồ ăn của cá cho tỷ nữ vâng ạ, à, tỷ nữ cung kính nhận lấy đem thức ăn của cá rời đi bùi tịch nắm quạt xếp khóe miệng tươi cười như một tấm mặt nạ, nhìn như ôn hòa, lại không cảm giác được bao nhiêu độ ấm. An tiểu thư phiền chán sao, hắn bỗng nhiên lên tiếng, tầm mắt thiếu nữ vẫn dừng ở trong ao, nửa ngón tay nhúng vào trong nước, chán nản lay động bọt nước, ngữ điệu dã rời, chơi đủ rồi. Hóa ra vậy, công tử bạch y tiếng nói ôn nhuận, tựa hồ chỉ là một tiếng cảm khái vô nghĩa. An cửu lại có thể nghe thấy, độ hào cảm đang rất thẳng trong đầu. Nàng nheo hàng mi dài, nhắm chuẩn thời cơ, làm bộ lơ đáng cúi người về phía trước, vươn tay chạm vào một con cá vàng nhỏ màu đỏ rực xinh đẹp cách rất xa. Con cá kia màu sắc diễm lệ, tổng thể màu vàng đỏ không một tia tạp sắc, còn có vây đuôi thật dài như lụa mỏng, giống một tấm vải đỏ bồng bềnh trong nước, tựa như ảo mộng. Khi sắp chạm vào cá vàng, An Cửu đúng lúc loạn choạng. A, à, tiếng kinh hô của thiếu nữ vang lên, cùng với đó là tiếng rơi xuống nước thật lớn. Hết thảy xảy ra cực kỳ tự nhiên, lại cực kỳ bất ngờ. Chờ đến khi thiếu nữ rơi xuống hồ sen, cả người ướt đẫm từ dưới nước chui lên một hồ yên tĩnh bị phá vỡ, đôi chủ tớ cách đó không xa cũng chưa kịp phản ứng lại. Nước ao trong veo trở nên vẩn đục, mới vừa rồi đàn cá còn nhàn nhã bơi khắp nơi, liền trốn sâu trong lá sen. An cửu nhẹ nhàng dùng mình, tháng tư nước ao vẫn quá lạnh, thân thể này lại cầm y ngọc thực từ nhỏ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo đến xương. Các ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, tiếng thiếu nữ nũng nịu chợt vang lên, đánh thức một đôi chủ tớ đang sững sờ, cũng kéo lực chú ý của bọn họ. Chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ cao vút đứng ở trong nước, nước hồ sen không sâu chỉ tới eo nàng ngày xuân nước ao lạnh lẽo làm ướt xiêm y nàng đôi tay thiếu nữ gắt gao ôm cánh tay phải dệt dính sát thân thể của nàng phát họa ra thân hình yểu điệu tinh tế tóc đen nàng đều bị thấm ướt vài sợi đen nhánh uốn lượn dính vào má thái nhợt làm nổi bật đôi môi hồng hào đôi mắt to tươi đẹp ướt át lông mi cong vút ướt sửa dính vào nhau cho người ta một cảm giác yếu đuối mong manh ngày xưa nàng luôn kiêu ngạo mặc dù là nữ tử nàng cũng thường bị người ta xem nhẹ giới tính nên để họ cảm thấy vinh váo hung hăng, cao không với tới. Dù sao A Thất không coi nàng là nữ tử, thường xuyên âm thầm mắng nàng trong lòng. Nhưng lúc này nhìn thấy thiếu nữ lẻ loi đứng trong ao, rũ vai cúi đầu, quần áo ướt đẫm, một nỗi thương tiếc chợt dâng lên. Nhưng mà giây tiếp theo, dấu hiệu nhu nhược đáng thương liền tan vỡ. Nam nhân thối, ai cho các ngươi nhìn bổn tiểu thư? Đều quay đi cho ta. Thiếu nữ trong ao như hóa thành yêu tinh trợn, tròn mắt, đôi mắt ngấn nước mờ mịt quả thực muốn phun ra lửa, hung tợn nhìn chằm chằm hai nam nhân trên bờ. Khi nàng vừa nhắc nhở, A à Thất mới đột nhiên ý thức được, nhìn thẳng cô nương người ta như vậy rất không thích hợp, tức khắc bên tai nóng lên, chân tay luống cuống xoay người sang chỗ khác. Kết quả vừa xoay, lại phát giác đã quên công tử nhà mình, liền nhắm hai mắt xoay người lại muốn quay xe lăn. Cùng lúc đó, phía sau chuyển đến tiếng nước róc rách, đại khái là an tiểu thư kia đang muốn đi từ trong ao lên. Từ từ, bùi tịch huynh lại đây, A, à, hắt xì, kéo, kéo ta. Tiếng quần áo cọ sát với nước sột soạt cùng với giọng thiếu nữ vinh mặt hất hàm sai khiến chui vào trong tay, A Thất lập tức dừng động tác. Hắn quay người lại nói, An Tiểu Thư, công tử nhà ta chân không tiện, không bằng cô chờ tì nữ tới. Kỳ thật A Thất cảm thấy, công tử tất nhiên không có khả năng đáp ứng An Tiểu Thư. Công tử là người lễ nghĩa nhất mà hắn từng gặp, chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử nào, càng miễn bản tới vì An Tiểu Thư kiều man tùy hứng khiến người ta chán ghét này, dù nghe thấy yêu cầu cũng sẽ cự tuyệt. Nhưng mà, cự tuyệt trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện. Sau một lúc im lặng, phía sau vang lên tiếng ục ụp, ụp của xe lăn lăn. A thất có thể nghe tiếng xác định vị trí, biết xe lăn đang lăn về phía mép ao. Ngay sau đó, trong không khí truyền đến một giọng nam trong trẻ ôn nhuật, An Tiểu Thư, hãy nắm tay ta. A thất không tiếng động trợn to mắt, không ngừng tự nhủ, nhất định là công tử tốt bụng. Hắn lại không biết, phía bên kia mà hắn không nhìn thấy, thiếu nữ áo đỏ rũ mắt, ý cười khi thực hiện được ý đồ trợt lóe rồi biến mất. Bờ rào chắn có chút cao, gần đến ngực nàng, An Cửu thật sự không thể đi lên, mới muốn người tới kéo nhưng rơi xuống nước vừa là thật vừa là giả. Đôi tay ướt đấm của thiếu nữ đỡ lan can, nửa người ngâm trong nước, da nàng vốn trắng nõn không tì vết, bị nước ao thấm vào như vậy, càng có vẻ trắng sáng như ngọc. Mặt trắng tuyết, cổ trắng tuyết, cánh tay và đầu ngón tay trắng tuyết. Nàng hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều mỹ diễm lệ lộ dưới ánh mặt trời, bọt nước trong suốt chảy xuống từ tóc, dọc theo gương mặt hồng nhạt, cằm nhọn nhọn, lăn xuống cổ mảnh khảnh, lại tụ thành một vũng nước nhỏ ở hõm xương quai xanh trắng nõn. Xuống chút nữa, là độ cung phồng lên, trước kia mặc xiêm y, nhưng cũng không biết nơi đó như thế. Ánh mắt bùi tịch chợt lóe, đột nhiên tỉnh táo lại từ suy nghĩ vô tận. Hắn suy nghĩ cái gì thế? Sao có thể bị nàng hấp dẫn chú ý chứ? Chỉ là cái túi da nữ nhân chống rỗng mà thôi, trừ mặt không còn gì cả. Quả nhiên, thấy động tác hắn chậm chạp, thiếu nữ lập tức không kiên nhẫn mở miệng, huynh người này sao lại chậm gì gì thế, giúp một chút không được sao. Chân huynh què chứ không phải tay, lời nói khắc nghiệt, ánh mắt ghét bỏ, đầu ngón tay bùi tịch dùng sức, siết chặt nan quạt, sau đó lại chậm rãi buông ra, vươn tay về phía thiếu nữ với ánh mắt nghi ngờ. Hắn lễ phép truyền tầm mắt, xoay mặt sang một bên, phong độ nhẹ nhàng nói, "An tiểu thư, mạo phạm rồi." Bàn tay nam nhân to rộng thon dài, tay nhỏ thiếu nữ trắng nõn non mềm đặt lên, lập tức liền bị nắm lấy. Một lực mạnh mẽ đánh úp lại, An Cửu chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, cũng không thấy hắn tích lực thế nào đã kéo được nàng lên. An Cửu cũng không biết, hắn thế nhưng có sức lực lớn như vậy mặc dù ngồi trên xe lăn, cũng có thể dễ dàng kéo nàng từ trong nước lên. Điều này không ổn, mắt thấy sắp phải lên bờ, an cửu nghiêng người, đột nhiên lao về phía trước, cả người trực tiếp bổ nhào vào người bùi tịch. Hắn muốn kéo nàng lên bờ, xe lăn vốn dựa vào lan can, đầu gối tựa vào rào chắn, nên đã bị hắn ngăn lại. Vốn dĩ nàng có thể chờ hắn thối lui, sau đó chậm rãi bám lan can bỏ dậy. Nhưng an cửu không tính như vậy, một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, xông vào mũi, cùng với hơi nước mắt lạnh, chợt rơi xuống đầy cõi lòng của công tử Bạch Y. Một đôi tay mềm mại vòng lấy cổ hắn, mà hắn cũng theo bản năng vươn tay, ôm lấy eo thiếu nữ. Lòng bàn tay cách xiêm y mỏng, kề sát eo thiếu nữ, một cái nắm chặt này, thế nhưng tinh tế quá mức. Bùi Tịch cố ý quay đầu đi, không nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của nàng. Nhưng nháy mắt, trong đầu liền hiện lên hình ảnh tương ứng, eo thon gọn, cùng trước ngực phồng lên của thiếu nữ, tạo thành một đường cong có thể nói là dị thường. Trong lúc nhất thời, mặc dù là thần y nổi tiếng xa gần, nội tâm Bùi Tịch cũng không khỏi hiện lên vài phần không thể tưởng tượng. Tỷ lệ như vậy, vẫn là người bình thường sao? Ý niệm này hiện lên nháy mắt, hắn liền buông tay ra như bị bỏng, đầu ngón tay hơi cuộn. Bùi tịch, sao huynh lại buông tay? Thiếu chút nữa khiến bổn tiểu thư ngã chất rồi. Lời nói hãy còn mang theo kinh hoàng thất thố vang bên tai, thiếu nữ tức muốn hộp mấu mà ôm chặt hắn, hai chân tách ra ngồi trên đùi hắn, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại gắt gao siết cổ hắn, thứ mềm mại trước ngực cũng trở nên gần trong gang tấc. Thân thể Bùi Tịch ngả về phía sau, bàn tay như gần như xa đặt sau eo thiếu nữ, hầu kết hắn lên xuống, mở miệng, An tiểu thư, đã lên rồi." Lời vừa nói ra, hắn mới phát giác giọng mình có chút khàn. "An cử, ta biết lên rồi, nhưng huynh thấy hiện tại ta có thể xuống sao?" Huynh lùi về sau một chút, ta mới có thể xuống." Nàng đang ngồi trên đùi hắn, phía sau lưng lơ lửng, vừa buông hắn ra sẽ trực tiếp rơi vào trong ao. "Được." Nam nhân dụ mắt, một tay lăn bánh xe về phía sau. Theo lý mà nói chân hắn hẳn là không có cảm giác, cũng không biết có phải gần đây chị khỏi đứt gãy gần mạch hay không, xúc giác ngoài ý muốn mẫn cảm hắn có thể cảm nhận thân hình mềm mại của thiếu nữ, hương thơm dịu không biết tên trong hơi thở kia, và lực đạo của hai chân nàng vì khẩn trương mà kẹp hắn. Xe lăn vừa hơi lùi lại, thân thể mềm mại thơm dịu lại không chút nào lưu luyến mà rời khỏi hắn. Trong lòng ngực chợt trống rỗng, hương thơm dịu cứ thế đi xa. Thật xui xẻo, ngắm cá cũng không yên, hắt xì. Thiếu nữ đến một bên dậm chân, không vui lầm bẩm sau đó nàng lại quay đầu dặn hắn, này, việc hôm nay huynh coi như không nhìn thấy, có biết không? Trên quần áo trắng tuyết dính một mảng ướt, Công tử Bạch Hy rũ mắt, cũng không nhìn nàng, mười phần biết thân biết phận. Đối mặt với yêu cầu của thiếu nữ Kiều Man, hắn vẫn tốt tính đáp được. Ánh mắt An Cửu dừng trên khuôn mặt bình đạm không gợn sóng của nam nhân, nếu không phải có nhắc nhở hảo cảm, chỉ sợ nàng thật sự sẽ cho rằng hắn thờ ơ như vẻ bề ngoài. Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô cộng 10, hiện tại là trừ 74. Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 69. Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô cộng 10, hiện tại là trừ 59. Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 64 Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô cộng 10, hiện tại là trừ 54 Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 59 Một đôi chủ tớ này, một người đưa lưng về phía mình, một người dũ nghi không nhìn mình, an cửu liền không khắc chế được ý cười trên mặt Mắt thấy bùi tịch quy củ ngồi ở kia, một bộ dáng bất động như núi, nàng bỗng nhiên có cảm giác gì đó trong lòng Đúng rồi, lần này, cảm tạ Lời nói ngượng ngùng của thiếu nữ rơi vào trong tai, lông mi bùi tịch run rẩy, đang định nói không cần. Hương thơm từ xa trở đến gần, thiếu nữ tiến lên hai bước, khom lưng cúi người, ngọn tóc ẩm ướt phiêu đáng trong tầm nhìn. Chỗ này, đầu ngón tay hơi lạnh mềm mại, nhẹ nhàng có qua cổ nam nhân, hết sức căng thẳng. Phần cổ là nhược điểm chí mạng của người tập võ. Bất cứ người nào sẽ không dễ dàng để người khác tới gần cổ mình. Công tử, Bạch Y chợt dương mắt, ánh mắt bỗng chốc nhìn lại. Mũi thiếu nữ có chút đỏ, đối với con người đen như mực của hắn, nàng không để bụng mà duỗi tay, đầu ngón tay dính một mảnh lục bình nho nhỏ màu xanh. Huynh nhìn ta như vậy làm gì, một mảnh lục bình mà thôi, nàng hư nhẹ một tiếng, xoa xoa chóc mũi, như lại muốn hắt xì, lạnh thật đó. Đúng lúc gặp một cơn gió thổi đến, thiếu nữ rốt cuộc không chịu được, vội vàng ôm cánh tay nhanh như chớp chạy vào sân. Vừa chạy còn vừa quay đầu lại, buông lời hung ác về phía bùi tịch, nói rồi đó, không được nói cho người khác. Nếu người khác biết huynh nhất định phải chết, đại tiểu thư sao lại có thể vì ngắm cá mà rơi xuống nước chứ? Truyền ra ngoài quá tổn hại mặt mũi của nàng, bùi tịch không nói chuyện, chỉ xa xa nhìn nàng, thẳng đến khi thân ảnh thiếu nữ nóng bỏng như lửa biến mất ở cuối hành lang dài màu son. Mới chậm rãi giơ tay, vuốt ve mảng ra bên gáy. Nơi đó rõ ràng chống không, lại bừng lên xúc cảm hơi lạnh ẩm ướt, kéo dài không tiêu tan. Độ hào cảm của bùi tịch đối với cô cộng 20, hiện tại là trừ 39. Không có gì bất ngờ, An Cửu bị bệnh, thân thể này thật mảnh mai, chỉ là một cơn cảm mạo nhẹ mà thôi hiện đại nàng không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi nhưng thân thể này vừa ho khan vừa phát sốt vừa đau đầu nhất thời bệnh đến nỗi không thể dậy khỏi giường an cửu cuối cùng hiểu vì sao bị phong hàn ở cổ đại là có thể chết người hai ngày này nàng luôn có cảm giác sắp đi chầu ông bà vì thế bùi tịch liền được mời đến ở tại lâm phủ để chữa bệnh cho an cửu khi xe lăn được đẩy đến ngoài khuê phòng thiếu nữ bùi tịch nghe thấy một tiếng còi như ẩn như hiện chờ hắn đi vào tiếng còi kia liền ngừng thiếu nữ ôm yếu mặt tái nhợt nửa dựa vào ghế quý phi, đầu ngón tay nghịch một chiếc còi trúc nhỏ nhắn tinh xảo, lông mi thật dài rũ xuống, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Vừa thấy hắn tới, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nàng tức khắc nhân lại giống bánh bao. An tiểu thư, thuốc đã sắc xong, ta không muốn uống, huynh lấy đi. Thiếu nữ thở phì phì quay đầu đi, nếu là ngày thường, hành động tùy hứng như vậy tất nhiên chọc người ta sinh ghét. Nhưng mà nàng hiện giờ sắc mặt tái nhợt, tiếng khàn khàn, mất đi sức sống ngày thường, cả người liền như đóa hoa bị mưa dập, ủ rũ mất đi thần sắc, chỉ biết chọc người thương tiếc. Tiểu thư, nghe lời, uống thuốc mới có thể nhanh khỏi. Tì nữ Cát Hương sớm đã quen với tính tình của tiểu thư, liền cầm chén thuốc, chia ra một cái chén nhỏ, tự mình uống một ngụm. Không trực tiếp nếm, là vì tiểu thư chịu không nổi tiếp xúc như vậy, nàng cảm thấy có nước miếng. Ngay cả ngày thường ăn cơm, trên bàn cũng phải có một đôi đũa, một khi có người không phân biệt công và tư, tiểu thư sẽ ăn không ngon. Tiểu thư, hôm nay thuốc không đắng đâu, thật đó, người nếm thử đi. An Cửu cũng biết uống thuốc mới có thể khỏi, nhưng bên cạnh có đại boss trọng sinh, nàng không muốn chuyển biến tốt quá nhanh. Kỳ thật muốn giả giống An Cửu cũng không khó, An Cửu nguyên tác giống phiên bản cấp thấp của nàng, hơn nữa là kiểu đầy giấy khuyết điểm. Chỉ cần nàng càng cảm xúc hóa một chút, càng tùy hứng, càng ngạo mạn, càng ngu xuẩn một chút, liền không khác lắm. Cát Hương múc một muỗng, đưa thuốc đến bên môi thiếu nữ. Thiếu nữ cao mày, dỗ một hồi, mới cố há mồm, nuốt xuống một ngụm thuốc. Vừa nuốt vào, khuôn mặt xinh đẹp liền nhân thành trái khổ qua, mắng to em gà ta. Vẫn đắng như thế, rõ ràng nhỏ hơn nàng vài tuổi, tỷ nữ lại càng giống trưởng bối nói, vâng vâng vâng, là nô tỳ sai, tiểu thư phạt nô tỳ đi. Người đừng tức giận, khí hư hại thân đấy, nào, há miệng, ăn một miếng mứt hoa quả át đắng đi nào. Một chén thuốc liền khó khăn như vậy mới uống xong, bản thân đại tiểu thư không cảm thấy có gì, người qua đường có thể thấy nàng đang đổ mồ hôi. Bùi tịch mang, theo chén thuốc không ra cửa, A thất ở phía sau đẩy xe lăn, Nhìn không được tặc lưỡi, an tiểu thư kia cũng thật khó hầu hạ, công tử, nàng sau đó còn muốn lên đường với chúng ta, người nói làm sao mới tốt. An tiểu thư xuất thân tốt, nuôi thành kiều quý chút cũng là bình thường. Bùi tịch lời nói nhàn nhạt, a thất không cho rằng như vậy, công tử, đến lúc đó sẽ không muốn chúng ta hầu hạ nàng chứ. Bùi tịch không nói chuyện, nhưng hắn lại nghĩ đến kiếp trước. Ngay từ đầu, thái độ hắn đối với an cửu rất hờ hứng, an cửu cũng chướng mắt hắn là người què, ngày thường sẽ không nói nhiều với hắn. Khi mới vừa lên đường, nàng xác thực rất dày vò, sẽ không cưới ngựa, ngồi xe ngựa lại ngại sóc này, ngủ ngoài trời sợ côn trùng, không ăn được lương khô. Nhưng vì được ở bên cạnh hạ tử kinh, vì không muốn bị bọn họ bỏ lại, đại tiểu thư phí rất lớn sức lực, khắc chế tính tình mình, vì người trong lòng thay đổi bản thân. Khi đó ấn tượng lớn nhất của hắn với nàng, đó là nữ nhân ngu xuẩn ngốc nghếch. Sau đó nàng mất đi lý trí mà tổn thương thanh niên, tự mình tìm đường chất, bùi tịch chỉ cảm thấy nữ nhân này càng ngu ngốc, không chỉ có ngu ngốc còn buồn cười, thế nhưng vì cái gọi là tình yêu mà trả giá sinh mệnh. Hắn không thể lý giải, cũng sẽ không lý giải, thẳng đến khi nàng chất, cảm quan hắn đối với nàng đều rất đạm mạc, giống như một người xa lạ. Đến khi vô tình tra được nàng và hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hắn mới hoàn toàn đem nàng vào trong mắt. Đáng tiếc, khi đó nàng đã chất, bùi tịch giận không thể át, bởi vì nàng chất cũng mang đi cơ hội tồn tại của hắn. Từ đó trở đi, hắn liền không lý do mà hận nàng. Chỉ sợ không ai biết, đường đường là bùi tịch thế nhưng lại hận một người chết. thậm chí so với hận hạ tử kinh lâm thanh niên hắn càng hận nàng hơn ô tương đương tiếng còi đột một cắt ngang hồi ức bùi tịch bị kéo ra khỏi ký ức xa xôi a à thất phiền chán nói an tiểu thư kia không biết lại đang làm cái gì hai ngày này thổi còi liên tục thật phiền sân bọn họ ở cách sân an cửu ở không xa người tập võ lại tai thính mắt tinh mỗi lần nàng thổi còi hai người có thể nghe thấy bùi tịch nhàn nhạt nói a à thất người tập võ tâm phải tính vừa nghe giọng điệu này của công tử a thất liền biết tâm tình hắn không tốt vội vàng đáp vâng lúc sau liền không dám nói thêm nữa a thất là thuộc hạ được công tử nhặt về nuôi lớn từ nhỏ công tử dạy hắn tập võ dạy hắn biết chữ dạy hắn các đạo lý làm người a thất sùng kính công tử hơn bất cứ kẻ nào ở trước mặt công tử cũng tự tại thả lỏng hơn tôi tớ khác cho nên dù biết công tử đã làm một số chuyện thần y không nên làm a thất trước nay cũng không để ý công tử vĩnh viễn đều là đúng công tử muốn hắn đi tìm chất hắn cũng sẽ mắt không chớp mà đi làm. Chỉ là mấy ngày nay, khí thế trên người công tử càng thêm thâm trầm, càng thêm khó hiểu, ngay cả chân vẫn luôn tàn tật, cũng bất chi bất giác tốt lên. Nhưng công tử lại bảo hắn không được lộ ra, tiếp tục giả vờ đi đứng không tiện. A thất không dám hỏi nguyên do, cũng sẽ không hỏi, hắn chỉ biết vĩnh viễn nghe theo phân phó của công tử là được. Dừng một chút, A thất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi công tử, đêm qua quận Thú Thành Thanh Dương giao dịch với ngàn sát khác, muốn ám sát thành chủ cửu phương thành trong ngục, ngăn hắn kéo mình xuống nước, giao dịch này. Không nhận, bùi tịch ngữ khí hờ hững, ngàn sát các không có quyền kiểm soát sâu ám trang, ngày thường đám người lâu chủ chỉ cung cấp bảo hộ và thu tiền thuê, ám trang hủy hoại liền hủy hoại. Hai ngày như vậy trôi qua, bệnh của An Cửu rốt cuộc có chuyển biến tốt, thư gửi đi kinh thành cũng nhận được hồi âm. Hồi âm không dài, không đến trăm chữ, cũng dùng bồ câu đưa tin của Sơn Trang đúc kiếm truyền tới. Đại thể chia làm ba ý, một, cha, đã giải thích tình huống với Thánh Thượng, tuần phủ đại nhân được phái đi đã lên đường, không quá hai ngày sẽ đến. Hai, nữ nhi ngoan ngoãn chờ, ca ca con cũng đang lên đường. Ba, thời gian qua nữ nhi đã chịu khổ, đây là khế phiếu thông hành, con đi báo tên cha để lấy ngân phiếu, cử phương thành xa xôi như vậy, ngàn vạn đừng làm khổ mình. An cửu cuối cùng cũng biết tính tình của an cửu này là dưỡng thành như thế nào. Chờ cái gì mà chờ, người hai ngày nữa tới, đến lúc đó nàng còn có thể đi sao. Ngày hôm sau sau khi nhận được hồi âm, An Cửu liền dứt khoát thu dọn hành lý, bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa rời khỏi Cửu Phương Thành. Trước cửa thành, Lâm lão gia và Lâm phu nhân rơi lệ từ biệt, bên cạnh còn có tiểu tỷ nữ Cát Hương đứng khóc thành lệ nhân. An Cửu rốt cuộc không mang Cát Hương đi cùng, lần này nàng đi, không biết còn có thể trở về hay không, mang nàng ấy theo có lẽ ngược lại là tai họa. Nhưng nàng không giống An Cửu trong nguyên tắc cái gì cũng mặc kệ như vậy, chờ An đại ca tới đây, là có thể nhận được thư nàng đặc biệt để lại, trong thư nói sớm an bài cho Cát Hương một nơi tốt để đi. Y theo An ra sủng nịch an cửu, bọn họ sẽ đồng ý. Trừ Cát Hương, người tiến còn có Chu Ngọc Như, cùng với một số nữ tử hồng lâu được các nàng cứu về. Cũng không biết các nàng nghe được phong phanh ở đâu, đều đứng dưới thành lâu, đầu đội nón mũ nhìn theo đoàn người. An cửu từ cửa sổ xe ngựa ló đầu ra, vất tay với mọi người, đều trở về đi. Dần dần, xe ngựa rời thành lâu, người ở thành lâu đều không thấy nữa. An cửu có chút phiền muộn mà thở dài một hơi, An tiểu thư cứ gì thở dài. Một người khác bên trong xe ngựa hỏi, Xe ngựa này, hiện giờ chỉ có hai người, đó chính là Bùi Tịch đi đứng không tiện và Kiều Tiểu Thư An Cửu. Hạ Tử Kinh, Lâm Thanh Nhiên cưỡi ngựa bên ngoài, A à Thất đánh xe cho bọn họ. Nói cách khác, sau đó dọc theo đường đi, hai người bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian, ở chung một phòng. An Cửu lúc này cũng lời giả vờ, ghé vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, chậm gì gì nói cũng không biết khi nào mới có thể quay lại. Bùi Tịch đang muốn nói một ít lời an ủi, ví dụ như sẽ có cơ hội, nhưng vừa muốn mở miệng lại thôi, nếu hắn thuận lợi tìm được song sinh, vậy có lẽ sẽ không có cơ hội. An cửu nhận ra bùi tịch trầm mặc, lại không để ý. Nàng nhìn cảnh vật một hồi, phát hiện cũng không có gì đẹp, thời đại này ngoài thành cơ bản đều là rừng núi hoang vắng, rất ít người ra khỏi thành. Trừ làm thương nhân buôn bán, trên đường cơ bản không thấy người qua đường, hiệp khách võ lâm cũng rất ít thấy. An cửu ngồi một hồi liền không ngồi nữa, lữ hành cổ đại buồn tẻ hơn so với hiện đại, không di động không máy tính, muốn ngủ cũng không có chỗ. Chiếc xe ngựa này được thiết kế đặc biệt cho bùi tịch, giống chiếc xe lăn xa hoa của hắn, trang bị bên trong khác với những chiếc xe ngựa thông thường. Bên trong xe ngựa ba mặt là một loạt ghế, ở giữa được khảm một cái bàn ngồi xuống vừa vặn có thể gác tay, nhưng thật ra có chút giống toa xe lửa hiện đại. Phía dưới càng xe hẳn là làm xử lý giảm sóc, cảm giác sóc này vô cùng nhẹ, chạy thập phần vững vàng, bùi tịch sẽ ngồi bàn đọc sách, bên cạnh còn để một ly trà, trà kia thế nhưng không bị vương ra. An cửu thấy hắn đọc sách nghiêm túc, nhịn không được hỏi, huynh đang xem sách gì thế vẫn bộ dáng công tử bạch y tao nhã ngước mắt lên từ trong sách ôn tồn đáp kinh mạch an cửu biết đây là sách y nhưng nàng lẽ ra nên không biết liền chớp chớp mắt cái gì vẻ mặt bùi tịch bình thản giải thích nói là một quyển sách y nói về kỳ kinh bát mạch an cửu không có hứng thú quay mặt đi ánh mắt dừng trên tách trà của hắn đây là trà gì đại tiểu thư nhàm chán tìm đề tài trà xuân long tỉnh ở đây huynh không còn sách khác sao ví dụ an cửu đếm đầu ngón tay ví dụ du ký này thoại bản này giáo trình này nếu không có, thơ từ ca phú cũng được. Du ký, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch. Bùi tịch lắc đầu, không nhanh không chậm nói, những thứ an tiểu thư nói. Thấy mắt thiếu nữ lộ ra chờ mong, đôi mắt hẹp dài của hắn nhíu lại, trong mắt đen nhánh xoẹt quá một tia ý cười, ở đây đều không có. Ánh sáng trong mắt thiếu nữ đột nhiên trầm xuống, giống như con mèo bị xối nước, rũ mi, mặt mắt thường có thể thấy được thất vọng. Bùi tịch, huynh, huynh người này thật không thú vị. Nàng khó thở, tức giận đến dậm chân dưới gầm bàn, môi hồng nhuận dầu lên có thể treo được chai dầu ngón tay lật trang sách hơi dừng lại bùi tịch không tiếng động rũ mắt môi mỏng tái nhợt mím chặt ngữ khí phảng phất tự diếu đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị đương nhiên may mắn bổn tiểu thư sớm có dự kiến trước xem đây là cái gì lời nói thanh thúy đột nhiên vang bên tai bùi tịch theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một chồng sách lớn từ trong tay nải quần áo trải lên bàn giờ phút này nâng cầm nhìn hắn cả khuôn mặt hớn hở không nhịn được dương dương tự đắc Bia các cuốn sách đó lần lượt viết chuyện của ta và thiếu hiệp hiệp khách chuyện rượu đào hoa tiên vị thiếu hiệp kia thật lạnh lùng thiếu nữ khoanh tay trước ngực ngạo mạn mở miệng nếu huynh cầu ta ta cũng không phải không thể cho huynh đọc một quyển bùi tịch không thật sự không cần hắn không nói gì một lát tự đáy lòng nói hừ không biết nhìn hàng bị cửa tuyệt thiếu nữ chừng lớn mắt tức giận hừ một tiếng sau đó tự mình chọn một quyển trông rất vui vẻ một bên xem một bên đặt câu hỏi, bùi tịch, giang hồ các huynh có môn phái tên kim đao môn không? Bùi tịch, chưa từng nghe nói, cái gì, vậy mà không có, liễu đại hiệp trong cuốn này chính là truyền nhân của kim đao môn. Nhất định là kiến thức của huynh hạn hẹp, bùi tịch, khoang xe yên tĩnh trước kia, không còn an bình nữa. Thiếu nữ díu ra díu rít như chim tước, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện. Trước kia sao không biết, nàng ồn ào như vậy, sự mỏng manh của thiếu nữ ngày đầu lên đường liền thể hiện vô cùng rõ ràng. Có lẽ lúc này trên đường đã không có người nàng thích, lại có lẽ bởi vì Hạ Tử Kình cho nàng tự tin, tóm lại, An Cửu không chút nào cố kỵ mà bộc lộ tính tình đại tiểu thư. Đệm xe ngựa này cứng quá, mông ta ngồi đến đau rồi. Bùi Tịch, đưa đệm của huynh cho ta, bên trong xe chỉ có hai người bọn họ, vì thế chịu tra tấn chỉ có một mình Bùi Tịch. Cố Tình, hắn còn không thể không đáp ứng nàng, nếu ngoảnh mặt làm ngơ yêu cầu của nàng, đại tiểu thư kiều man này sẽ quấy rầy hắn đọc sách, làm đổ trà của hắn, giẫm chân hắn dưới bàn phô cớ gây rối, khắp nơi quấy rối, giống đứa trẻ ngốc. Bùi Tịch rút đệm mềm từ phía sau lưng ra, bất đắc dĩ đưa cho thiếu nữ. An Cửu nhận cái đệm, không chút do so dự đặt nó dưới mông nhỏ của mình, chắc chắn mà ngồi, sau đó thoải mái nheo mắt. Thiếu nữ cuối cùng tạm thời ngừng lại, nàng dựa vào vách xe đọc thoại bản mình mang đến, xe ngựa khẽ rung chuyển, đọc một hồi liền rũ mắt, bất chi bất giác hai tay gác trên mặt bàn, cúi đầu. Bùi Tịch ngẫu nhiên hoàn hồn từ sách y, liền thấy thiếu nữ ghé vào mặt bàn, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, Dỗ trong không khí, bồng bình phiêu đáng. Nàng gối lên khuỷu tay mình, mặt nghiêng về hướng hắn, ngũ quan minh diễm nửa che nửa lộ, gương mặt hiện lên một mảnh hồng nhạt. Vài tia sáng thỉnh thoảng chiếu vào từ cửa sổ xe phía sau, dừng trên lông mi dày của thiếu nữ, tạo thành một bóng dâm nhỏ. Tầm mắt bùi tịch dừng trên khuôn mặt diễm lệ kia, đây là lần đầu tiên hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc gì khi nhìn mặt nàng. Mặc dù là hắn, cũng phải thừa nhận, nữ nhân này đích xác có khuôn mặt. Đẹp, suy nghĩ này vừa mới hình thành, thiếu nữ đang ngủ bỗng nhiên nhăn giữa mày không vui mà mở nửa mắt bùi tịch còn chưa rời ánh mắt tầm mắt hai người đột nhiên chạm nhau bùi tịch sướng sở trong giây lát mặt mày thiếu nữ tinh xảo đáy mắt đầy sự buồn ngủ hốc mắt tràn ra một tia thủy sắc trong veo hai tròng mắt vừa đen vừa lớn giống hai mặt gương trong suốt trong gương chiếu bóng dáng nho nhỏ của hắn thoạt nhìn tựa như đứa trẻ hồn nhiên còn chưa hiểu chuyện ngay sau đó thiếu nữ hơi ngẩng đầu buồn ngủ mông lung nói bùi tịch ta lạnh bùi tịch nàng không chắc mắt nhìn hắn dùng giọng không phải là dò hỏi có thể đưa chân của huynh cho ta không bùi tịch hai chân tàn tật phần dưới eo vô chi vô giác để tránh bị tê cóng thường sẽ đắp chăn lên đùi để giữ ấm sau khi nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu công tử bạch y mới chậm rãi lấy chăn nhung trên đùi mình ra thiếu nữ lập tức nhận không chút do so dự đắp chăn nhung lên người sau đó lại nhào lên mặt bàn nhanh chóng ngủ tiếp khuôn mặt thiếu nữ ngủ say trở nên bình thản ngây thơ như một đứa trẻ bùi tịch rốt cuộc sẽ không sinh ra bất kỳ ảo giác gì nữa. Có thể không hề cố kỵ cướp đồ của người tàn tật, nàng vẫn là an cửu ngu ngốc lại ác độc trong ấn tượng của hắn. An cửu thoải mái ngủ một giấc, tỉnh lại đã là giữa trưa, nên ăn cơm trưa. Xe ngựa rừng trên đường, mấy người hạ tử kình đều xuống ngựa, đi vào rừng phụ cận nhặt củi, an cửu và bùi tịch ở lại bãi cỏ ven đường, a à thất phụ trách bảo vệ hai người. Nè, trả chăn lại cho huynh, an cửu đưa chăn nhung cho bùi tịch, bùi tịch tiếp nhận, đang muốn đắp lên đùi, động tác dừng một chút không dấu vết. Trên chiếc chăn này, tựa hồ nhiễm một mùi hương nhẹ ngọt ngào. Hắn theo bản năng dương mắt, đầu sỏ gây tội sớm đã chạy xa, đến đồng ruộng gần đó hái hoa. Im lặng một lát, hắn chậm rãi đắp chăn lên, mùi hương ngọt ngào mềm mại bao vây hắn ngay lập tức, quanh quẩn quanh hơi thở, thật lâu không tiêu tan. Tiểu bạc, đói bụng không? Tự mình ngoan ngoãn đi tìm đồ ăn nha. Bên kia, An Cửu ngồi xổm ở bụi hoa, vươn cổ tay, nhìn rắn nhỏ như chiếc vòng bạc trườn theo ngón tay đi xuống, thè lưỡi về hướng nàng, rồi biến mất trong đám cỏ xanh rậm rạp. Từ trí nhớ của nguyên chủ, An Cửu biết tiểu bạc cách một tuần mới ăn một lần, nếu trời lạnh thời gian càng dài, mùa đông nó có thể ba tháng không ăn cái gì, toàn bộ quá trình đều là tình trạng ngủ đông. Ngày thường phần lớn là nguyên chủ phân phó cho người đi bắt chuột, bỏ vào trong phòng để nó tự đi săn. Bởi vì tiểu bạc không ăn chuột chất, cho nên lúc này An Cửu mới yên tâm thả tiểu bạc ra, để tự nó đi tìm thức ăn. An Cửu thả rắn nhỏ ra xong, lúc này mới trở về. Không bao lâu sau Hà Tử Kinh và Lâm Thanh Nhiên liền mang theo hai con gà rừng cùng một nắm quả dại trở lại, hai người thuần thục xử lý gà rừng, nhóm lửa nướng thịt, thoạt nhìn như rất thông thạo. Kỳ thật bọn họ cũng mang theo lương khô, nhưng đều là bánh nướng, thời đại này lương khô không nhiều loại, chỉ có bánh nướng là dễ mang theo còn không dễ hỏng. Mấy người bọn họ đều là người võ lâm, có bản lĩnh có thể đi săn, tất nhiên không muốn ăn bánh bột ngô khô khan vô vị, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ nướng thịt ăn. Nhưng mặc dù nướng thịt, thủ pháp của mấy người cũng thập phần cầu thả, An Cửu thật sự nhìn không nổi, liền một bên díu giết chỉ huy. BBQ ở hiện đại nàng từng tham dự không ít lần, dù sao rất nhiều vụ làm ăn đều nói ở bữa tiệc, An Cửu thường hẹn người ta nói chuyện hợp tác ở khu nghỉ dưỡng hoặc khách sạn, chơi với nhau một hồi trước, chơi vui vẻ sảng khoái, hợp tác cũng liền thành. Có thể nhét ít nấm vào bụng gà để gà tươi hơn. Lật đi, lật đi, không cháy mất, nơi này quét chút mật ong, đúng, quét một lớp đều. Cắt quả ra, đổ nước sốt lên thịt, đại tiểu thư chỉ, động khẩu không động thủ, chưa bùi tịch ba người còn lại bị sai đến chóng mặt chỉ động khẩu không động thủ chỉ dùng lời nói chứ không dùng hành động sắc mặt lâm thanh niên cũng không tốt nếu không phải nàng được dạy cẩn thận nàng thật không muốn mang theo vị an tiểu thư khó hầu hạ này trước đây lên đường thỉnh thoảng nàng cũng sẽ ngồi xe ngựa nhưng lúc này vì tránh an cửu nàng xe ngựa cũng không ngồi tính tình a thất thì không tốt như vậy không nhịn được lớn tiếng nghi ngờ phết mật ong lên thịt đổ nước hoa quả lên đây là cách làm gì thịt này còn có thể ăn sao tuy lớn tiếng nghi ngờ nhưng công tử nhà mình không chỉ thị, còn ở bên cạnh cười mỉm nhìn bọn họ, A Thất cũng không dám dừng lại. Không nghĩ tới suy nghĩ trong lòng công tử nhà hắn là, buổi sáng giày vò hắn cả buổi, cuối cùng bắt đầu giày vò người khác, như vậy không tốt cho lắm nhỉ. An cửu tay chống nạnh, dùng âm thanh lớn hơn A Thất nói, người không muốn ăn, vậy đợi lát nữa nướng xong người đừng ăn. A Thất khí thế nháy mắt giảm xuống, nhỏ giọng nói thầm ta lại chưa nói không ăn. Người tập võ yêu cầu năng lượng lớn, không có thịt ăn, cả ngày đều sẽ không gắng được. Khi thịt nướng chín, nước trái cây và mật ong thấm vào thịt, cuối cùng giải lên một nắm tiêu say, ngay lập tức, một mùi hương mê người bay trong không khí, khiến ngón trỏ của người ta phải động đậy. Thơm quá a, à, a à thất nhịn không được nói. An đại tiểu thư rất đắc ý, thấy thần sắc mọi người kinh ngạc, nàng nâng cầm hừ một tiếng, mặt mày hớn hở nói, đây chính là công thức nướng thịt do ngự chủ thánh thượng ban dạy cho nhà ta, bây giờ các ngươi chịu phục chưa? Ăn hay không ăn, a à thất liên tục gật đầu, nuốt nước miếng nói ăn ăn ăn. Một bữa cơm, mọi người ăn đến hài lòng, mặc dù ngay từ đầu lâm thanh niên không tình nguyện cũng không thể ngăn sắc mặt rượu đi suy cho cùng dân lấy cái ăn làm trọng cảm giác thèm ăn là thứ không ai có thể cưỡng lại được những người này ngày thường ăn ngủ ngoài trời không ai biết nấu ăn cuộc sống cực kỳ cầu thả hiện giờ có người tài nấu ăn cao siêu chẳng sợ ăn cửu tay trói gà không chặt cũng coi như là tạo ra một phần giá trị tóm lại an cửu liền dựa vào một bữa cơm như vậy thuận lợi dung nhập vào nhóm nhân vật chính ăn qua cơm trưa mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát buổi chiều tiếp tục lên đường An cửu ghé vào cửa sổ xe, nói chuyện phím với A Thất đánh xe bên ngoài, A Thất, chúng ta đây là muốn đi đâu? A Thất sớm đã bị món gà quay giữa chưa mua chuộc, thái độ với An cửu không còn khó chịu như trước nữa, trả lời công tử không nói với cô sao? Chúng ta đi thành Bình Lan, bùi tịch sao sẽ nói với ta chứ? Tên ngốc to con A Thất gãi gãi đầu, thành thật mà nói, ta còn tưởng người sẽ nói với cô, thành Bình Lan phát hiện ra dịch bệnh không biết tên. Thành Bình Lan thuộc địa phận Hoa Sơn, phái Hoa Sơn truyền tin tới mời công tử tới chữa bệnh, An Cửu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, kỳ thật nội tâm hồi tưởng về cốt truyện ban đầu. Trong sách đương nhiên cũng có hành trình thành Bình Lan lần này, nhưng không phải là dịch bệnh, mà là một tai họa nhằm vào phái Hoa Sơn. Nàng đảo mắt nhìn về phía công tử Bạch Y ngồi ngay ngắn trong xe, hôm nay hắn không dùng châm ngọc vấn tóc, mà là một giải lụa trắng tuyết cột tóc sau đầu, vài sợi tóc rối ở sườn mặt, mặt mày trong veo rừng ở trên sách trong tay, càng thêm vài phần ôn tồn lễ độ. Nếu hắn trọng sinh, vì sao còn muốn dựa theo con đường của kiếp trước chứ? chẳng lẽ hắn không sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Bị nàng nhìn chăm chú mi mắt công tử nhẹ nâng, ngữ khí ôn hòa nói, an tiểu thư lại khát nước. An cửu theo bản năng lắc đầu, không có, vậy là đói bụng, ta không đói bụng mà. Bùi tịch im lặng, lại lấy chăn trên đùi, vậy là muốn ngủ. An cửu giờ khóc giờ cười, nàng khiến, nam hai phản diện mắc PTSD, không hổ là nàng. Chú thích một chút, PTSD là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó nàng còn không phải làm đổ 4 năm lần trà của hắn, một hồi trà hoa một hồi hồng trà một hồi trà xanh, lại muốn dừng xe đi WC vài lần, lôi kéo bùi tịch đổi sách với mình, đọc mệt thì bảo hắn đọc thoại bản cho nàng, ăn quả khô không muốn bóc vỏ thì bảo hắn bóc, cộng thêm ngủ không cẩn thận dẫm hắn vài cái. Cứ vậy nàng giống như khó hầu hạ, an cửu khụ khụ, xem nhẹ chút trột dạ trong lòng, chớp mắt hỏi, bùi tịch, trước đó huynh nói có biện pháp đả thông gân mạch cho ta, có thể cho ta tập võ, là biện pháp gì? Dứt lời, An Cửu không hiểu sao thấy Bùi Tịch giống như thở dài nhẹ nhõm, thẳng thắn đến mức sống lưng đều hơi thả lỏng một chút. Hắn cười cười, nói, là thuốc tắm, hòa thuốc vào thau nước tắm, mượn khí nóng tiến vào thân thể, làm mềm gân mạch. An Cửu gật gật đầu, vậy hiện tại cũng không còn cách nào. Bùi Tịch nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày kia chúng ta có thể đến thành Bình Lan, mau. Bỗng nhiên hắn chuyển giọng, lại hỏi, sao đột nhiên An tiểu thư muốn tập võ? Lông Mi An Cửu rũ xuống, nàng không nói chuyện, ngón tay vô thức chạm vào chiếc còi trúc xanh treo trên ngực mặt mày bao phủ một tầng mất mát như ẩn như hiện đôi mắt bùi tịch lóe lên hắn biết được mấy ngày nay nàng rảnh liền sẽ thổi còi trúc nhưng theo thời gian tiếng còi càng ngày càng ít vang lên nghĩ đến là thất vọng quá nhiều lần nàng đã hiểu đó là đồ người khác dùng để lừa gạt nàng cứ như thế nàng vẫn lồng nó với dây màu đeo ở ngực dường như đó là bảo vật chân quý cho nên nàng muốn tập võ là bởi vì hắn đúng như bùi tịch nói hai ngày sau bọn họ liền đến thành bình lan xe ngựa đi trong thành, An Cửu nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài. Thành Bình Lan có thể lớn hơn Cửu Phương Thành, chính là quận lỵ của quận Lạc An và giáp quận Thanh Dương, toàn bộ thành chỉ phân ra 8 đại lộ, vô số tòa láng giềng, đi ở trong đó khắp nơi đều là tiếng người, người bán rong, đầy tớ, bá tánh, quý nhân lui tới có trật tự, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt Thành Bình Lan gần chân núi Hoa Sơn, trên Hoa Sơn có kiếm phái Hoa Sơn, trong thành có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi lại. Thường có thể thấy người hành tẩu cầm bội kiếm hoặc đao trên đường, An Cửu còn nhìn thấy hai thiếu hiệp thanh y truy đuổi một tên tiểu tặc, ba người ở trên phố chạy như bay, người qua đường sợ tới mức thi nhau né tránh, cuối cùng ở đầu đường bị một đám nghe tin đã báo sai dịch ngăn lại, đồng thời phạt tiền. An Cửu xem đến hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy như xem một bộ phim võ hiệp, còn là loại người thật diễn. Chỉ chốc lát sau xe ngựa dừng trước cửa một khách điếm, An Cửu xuống xe ngẩng đầu vừa thấy, trên bảng hiệu viết bốn chữ to, khách điếm phúc lai. Chúng ta ở đây sao? Lâm thanh Nhiên gật đầu, đúng vậy. An cửu chỉ chỉ một khách điếm vừa nhìn liền thấy xa hoa bên cạnh, vì sao không ở đó. Khách điếm kia tên, khách điếm Vân Lai, khách điếm Phúc Lai thoạt nhìn bình thường, khách điếm Vân Lai lại giường cột chạm trổ, từ cửa lớn rộng mở nhìn vào, sàn nhà bóng loáng, trên cửa đều là sơn mới màu đỏ, vừa thấy liền rất cao cấp. Đương nhiên, người chịu chi cũng không nhiều lắm, trong khách điếm Phúc Lai người đến người đi, trước cửa khách điếm Vân Lai có thể răng lưới bắt chim. Nghe thấy An cửu nói, hạ tử kinh thành thật, khách điếm Vân Lai thu phí quá cao, chúng ta không ở nổi. An Cửu nhìn về phía Lâm Thanh Niên, cô không phải đại tiểu thư của Sơn Trang đúc kiếm gì đó sao? Gò má Lâm Thanh Niên đỏ ửng, xấu hổ nói, Sơn Trang đúc kiếm cũng chỉ là nơi buôn bán nhỏ. Lại nhìn bùi tịch, công tử Bạch Y lắc lắc cây quạt, mặt mang mỉm cười, bùi mỗ chỉ là đại phu thôi. An Cửu nghĩ lại, liền hiểu, Sơn Trang đúc kiếm tuy rằng nổi danh, nhưng nhà nàng còn phải mở cửa hàng bán nổi bán đao kiếm. Mà Lâm ra sở dĩ có thể chế tạo đồ thiếc, là vì thuê một mỏ quặng sắt nhỏ của triều đình, mỗi năm đều phải trả một số tiền thuê lớn bùi tịch thân là truyền nhân của dược vương cốc ngày thường nghiên cứu y thuật phải tốn lượng lớn dược liệu cũng là một khoản chi tiêu lớn đã vậy hắn còn thường xuyên chữa bệnh từ thiện kiếm không được mấy xu càng đừng nói hà tử kinh thằng cha này lúc trước vẫn luôn ở núi sâu rừng già cùng sư phụ luyện võ xuất sư xuống núi không xu dính túi đến nỗi phải kiếm sống dựa vào làm từng cái lệnh thưởng trong thành nói cách khác bọn họ cũng chỉ có bề ngoài hào nhoáng kỳ thật đều là một đám quỷ nghèo an đại tiểu thư không nói gì một lát khi phách vung tay lên nói đừng ở đây chúng ta đến khách điếm vân lai ta trả tiền lời vừa nói ra bốn đôi mắt dừng trên mặt nàng an cửu các người nhìn ta như vậy làm gì sợ ta không trả nổi đừng lo bổn tiểu thư có tiền nói xong nàng sờ mó trong tay áo móc ra một sấp ngân phiếu thật dày nhìn kỹ mỗi một tờ đều là một ngàn lượng đây là trước khi nàng ra ngoài cố ý lấy bạc cha đưa đổi thành ngân phiếu hừ an cửu chớp chớp mắt rõ ràng nghe thấy một tiếng hít sâu không chỉ đến từ mấy người bên cạnh giờ khắc này, tựa hồ ánh mắt người trên đường đều hướng về nàng, thân là tiêu điểm chú ý của mọi người. giờ khắc này, an cửu lại lần nữa cảm nhận được sự vui sướng của đại tiểu thư hào môn. quả nhiên, trên đời này làm gì còn chuyện gì vui sướng hơn tiêu tiền? đặc biệt là ánh mắt hâm mộ ghen tị hận thù của người khác càng gia tăng cảm giác thỏa mãn của an đại tiểu thư. a à thất bột miệng, thốt ra, an thượng thư giàu như vậy sao? an cửu kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này. dù sao từ trí nhớ của nguyên chủ, người cha thượng thư kia của nàng tựa hồ không phải quan tốt. An thượng thư được hoàng đế đời trước sủng hạnh, khi Lâm Trung gửi gắm ấu đế cho, mấy năm nay ấu đế dần dần trưởng thành, nhìn cũng giống như mười phần tin trọng An thượng thư. Nhưng An Cửu đứng ở góc độ người xem, An thượng thư đã là thêm hoa trên gấm, thêm dầu vào lửa, ông mượn danh thánh thượng nắm giữ triều chính, toàn bộ triều đình hơn phân nửa đều là quan viên ông tiến cử, còn có tên đặc biệt là An Đảng. Cục diện như vậy không thể tiếp diễn mãi, chờ đến khi ấu đế hoàn toàn an ổn ngồi trên vị trí, chính là lúc An ra rất đài. Điều này với An Cửu cũng không kỳ lạ, trong tiểu thuyết người xấu luôn tập hợp lại với nhau. Người nhà nữ phụ ác độc sao có thể là người tốt chứ? An Cửu không hề suy nghĩ về vấn đề này, nàng cảm thấy mình có lẽ không sống nổi đến lúc An ra xuống dốc. Các người có đi không? Nàng ghé mắt nhìn về phía mấy người. Hạ Tử Kinh và Lâm Thanh nhiên ban đầu còn có chút do dự, ngượng ngùng chiếm tiện nghi của người khác, nhưng này sẽ... Đi, hai người liếc nhau, đồng thanh nói. Đến nỗi chủ tớ bùi tịch và A à Thất này, ý kiến của bọn họ không quan trọng. Bốn người nghênh ngang đi vào khách điếm Vân Lai, Khách điếm này không hổ là phí cao, mấy người còn chưa vào cửa, liền có vài tiểu nhị cười ha hả chào đón, có người dắt ngựa cho bọn họ, có người dẫn đường, có người mồm miệng lanh lợi giới thiệu dịch vụ của khách điếm. Bốn người chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, đặc biệt là đồ nhà quê Hạ Tử Kinh, khi vào cửa tiểu nhị bưng thau nước ấm tới, hắn thế nhưng theo bản năng lấy uống. Sau khi bị tiểu nhị ngăn cản mới biết, đây là thứ bọn hắn dùng để rửa tay lau mặt, mặt hắn đỏ ao. Tiểu nhị cười nói, khách nhân đường xa tới đây nên mệt mỏi, rửa mặt bằng nước ấm sẽ cảm thấy thoải mái hơn chắc chỗ này đúng là không phải cho người bình thường ở a thất nhỏ giọng nói thầm nhóm người này duy nhất biểu hiện tự nhiên chính là an cửu đại tiểu thư đã quen được người hầu hạ một chút cũng không cảm thấy có vấn đề gì đúng lúc là giữa trưa an cửu đặt bốn phòng trên tầng gọi tiểu nhị mang hành lý của bọn họ lên liền ngồi ở đại sảnh dưới lầu gọi cơm bốn người ngồi quanh bàn a thất đứng hầu bên cạnh bùi tịch an cửu cầm thực đơn nhìn một hồi chứng lựa chọn khó khăn lại tái phát trực tiếp nói với tiểu nhị mang món ngon nhất của nhà các ngươi tới. Tiểu nhị cười đến thấy răng không thấy mắt, lập tức đáp ứng rồi lui xuống. Đợi một hồi đồ ăn liền lên, ước chừng đầy một bàn. Lâm Thanh Nhiên tặc lưỡi, nhiều như vậy, mấy người chúng ta ăn sao hết? An Cửu thầm nghĩ, đương nhiên ăn hết, sẽ có người tới. Quả nhiên, suy nghĩ này của nàng vừa mới xuất hiện, liền có ba người đi vào khách điếm. Ba người kia gồm hai nam một nữ, tất cả đều mặc cùng một bộ lam sam xanh nhạt, dáng người thẳng, ống tay áo bó chặt bên hông đeo trường kiếm, một bộ nhân sĩ võ lâm. Ôi, lại là đại hiệp phái Hoa Sơn, đại hiệp nghỉ chân hay là ở trọ à? Tiểu nhị nhiệt tình đón tiếp, ba người xua tay, thiếu nữ trong đó nói, chúng ta tới tìm người. Ánh mắt mấy người nhìn một vòng, nhìn đến nhóm người an cửu, tức khắc không chút do so dự đi về phía bọn họ. Cốc chủ bùi thiếu, ba người đi đến bên cạnh bàn, đồng thời giơ tay ôm quyền, người đầu tiên là một nam tử sắc mặt ổn trọng, giữa mày lộ ra vài tia nôn nóng nói, phiền ngài đi một chuyến, ta không tiếp đón từ xa ta là chu ngọc lễ đồ đệ của trưởng môn hoa sơn hai vị này là sư đệ hề quang sa tiểu sư muội chu nhớ hoan của ta chúng ta phụng lệnh sư phụ tới tìm ngài trợ giúp không biết hiện tại ngài có thời gian không lời này còn chưa nói xong an cửu liền đánh gãy bọn họ này 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 chúng ta vừa mới tới cơm cũng chưa ăn đâu này là ta mạo muội rồi nghe vậy nam tử lúc này mới phản ứng lại thời điểm không đúng thần sắc xấu hổ liên tục xin lỗi bọn họ nhưng an cửu vừa lên tiếng cũng hấp dẫn ánh mắt của ba vị đệ tử Hoa Sơn. Thiếu nữ lớn lên vốn kiểu diễm, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất đó là biểu tình tự tin như mặt trời sáng chói của nàng, thấy mấy người nhìn qua thiếu nữ một chút cũng không kiêng dè, ngược lại thoải mái hào phóng nhìn lại, chớp đôi mắt tươi đẹp đào hoa, tò mò đánh giá ba người. Hai bên vừa mới đối mặt, tức khắc liền có hai người nghi người. Đó là hai huynh đệ kia, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Hai người vẫn là lần đầu nhìn thấy thiếu nữ dung mạo đẹp như thế, phảng phất giống như tiên tử thiếu nữ này còn không chút ngượng ngùng nào nhìn chằm chằm bọn hắn khiến cặp huynh đệ hơi đỏ mặt thấy hai vị sư huynh tựa hồ mắt nhìn thẳng tiểu sư muội chu nhớ hoan mặt tức khắc đen xuống không biết cô nương này là chu nhớ hoan lên tiếng bừng tỉnh hai huynh đệ ngây ngốc bùi tịch ở một bên nhiệt tình giới thiệu vị này chính là an tiểu thư còn lại không nói nhiều mà quay đầu nói với chu ngọc lễ nghĩ đến mấy vị hẳn là còn chưa dùng cơm không bằng ăn cùng chúng ta đúng lúc các người cũng có thể cùng ta nói một chút tình huống bên đó dứt lời lại dừng một chút, quay đầu dò hỏi An Cửu, An Tiểu Thư, cô thấy thế nào? Lâm thanh niên cũng nói phụ, đúng vậy, cùng nhau ăn đi, chúng ta gọi rất nhiều đồ ăn. Nói xong nàng cũng ý thức được bàn đồ ăn này đều là An Cửu gọi, mình tùy tiện quyết định tựa hồ không được tốt lắm, cũng hỏi An Cửu, An Tiểu Thư, cô thấy thế nào? Lâm thanh niên và bùi tịch đều là nhị đại nổi danh trên giang hồ, một người xuất thân sơn trang đúc kiếm một người xuất thân từ dược vương cốc, nhưng hai người đều phải hỏi ý kiến của thiếu nữ áo đỏ kia, ba người tức khắc đem tầm quan trọng của vị an tiểu thư thần bí này tăng lên một bậc. Thực không biết, biểu hiện của hai người hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng với kim chủ ba ba. An cửu nhìn biểu tình không biết vì sao đột nhiên trở nên khẩn trương của ba người phái hoa sơn, suy nghĩ một lát, lúc này mới bất đắc dĩ nói, được rồi. Vì thế bọn họ chuyển sang một bàn lớn hơn, một nhóm tám người, tất cả đều ngồi vào bàn ăn. Chu Ngọc Lễ đang muốn nói cho bùi tịch nghe về dịch bệnh xuất hiện ở thành Bình Lan, vừa chuẩn bị mở miệng, liền nghe vị an tiểu thư kia lên tiếng, bùi tịch, ta muốn ăn tôm. Bùi thần y ngồi bên cạnh nàng tự nhiên mà gắp một con tôm, lại tự nhiên dùng đôi tay đáng giá vô số sinh mạng của mình bóc vỏ, lấy thịt tôm bên trong ra, để vào bát trước mặt thiếu nữ. Bóc xong còn hỏi một câu, còn muốn không? Ba người phái hoa sơn, trợn mắt há hốc mồm chấm dây pi Lâm thanh niên cũng gọi tiểu nhị, lấy cho an tiểu thư một chậu nước để rửa tay, còn có khăn lau tay, khăn tay là vải bông, loại khác không thấm nước. Thoáng nhìn thần sắc kinh ngạc của ba người, hạ tử kinh hạ giọng, vẻ mặt ngưng trọng nói với bọn họ, các người nhớ dùng đũa chung gắp đồ ăn, ngàn vạn lần đừng lẫn lộn đũa chung đũa riêng. Chu nhớ hoan ngơ ngác hỏi, vì sao? A à thất sớm đã cầm đũa chung gắp đầy cho mình một chén đồ ăn, vừa ăn vừa ngẩng đầu, hàm hồ mở miệng, tóm lại, nếu muốn ăn cơm ngon, thì nghe chúng ta. Nếu không đại tiểu thư nổi giận lên, chúng ta ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hành trình hai ngày ngắn ngủn, trải qua vô số chiêu trò của An Cửu, một nhóm bốn người sớm đã lĩnh hội đầy đủ sự khó chơi của đại tiểu thư. Hiện giờ, điều quan trọng đầu tiên họ học được, đó là vạn sự theo đại tiểu thư. Hơn nữa, hầu hạ an cửu gì đó, chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao? Trước sự bàng hoàng của ba huynh muội Hoa Sơn, một bữa cơm cũng ăn xong rồi, chuyện dịch bệnh ở thành Bình Lan vẫn chưa. Nói ra, bùi thần y chỉ lo hầu hạ vị an tiểu thư kia, lột tôm gắp đồ ăn dâng nước xúc nghiệp, hầu hạ tận tâm như tổ tông, trừ ba người bọn họ, những người khác đều biểu hiện đặc biệt đương nhiên. Chu Ngọc Lễ, chẳng lẽ có vấn đề chính là chúng ta? vẻ mặt ba người chu ngọc lễ hoài nghi nhân sinh nơm nấp lo sợ cơm nước xong mới rốt cuộc có thời gian ngồi xuống cùng nhau nói chính sự mọi người ngồi xung quanh bàn chu ngọc lễ uống ngụm trà trầm giọng nói đại khái 10 ngày trước thành bình lan đột nhiên xuất hiện việc lạ việc lạ không phải dịch bệnh sao hạ tử kinh hỏi chu ngọc lễ sắc mặt nặng nề chậm rãi lắc đầu nói thực tế thẳng đến hôm nay chúng ta cũng không xác định đó có phải dịch bệnh hay không bùi tịch lắc lắc cây quạt hơi nhướng mày tựa hồ sinh ra vài phần hứng thú ồ An Cửu liếc nhìn hắn một cái, người này nếu trọng sinh, đã sớm biết tình hình bệnh dịch thành Bình Lan là chuyện như thế nào, còn có thể diễn giống đến thế, Gia Châu. Ý chỉ mặt dày như Gia Châu mặt cười, đáy lòng phun tào như vậy, bản thân nàng cũng giả bộ tò mò, nhìn về phía Chu Ngọc Lễ kể về, việc lạ. Chu Ngọc Lễ tiếp tục nói, mới đầu, là có người phát hiện, trong một nghĩa trang ngoài thành, xuất hiện xác sống. Lâm thanh nghiên trợn to mắt, xác sống, vị sư đệ là người tính nôn nóng, không đợi Chu Ngọc Lễ nói chuyện liền mở miệng, đúng vậy, người chất ở nghĩa trang kia mỗi đêm sẽ bỏ dậy đi lại hừng đông sẽ biến về người chất không phải xác sống thì là gì chu nhớ hoan cũng liên tục gật đầu sắc mặt hơi tái không giấu được vẻ sợ hãi không sai ta và sư huynh cùng đi xem qua tận mắt nhìn thấy thi thể ở nghĩa trang vừa đến ban đêm liền sống dậy nghe vậy trên mặt mọi người đều hiện lên biểu tình không thể tưởng tượng được hạ tử kinh nhịn không được hỏi bọn chúng thật sự đều sống lại sao chu ngọc lễ lại phủ nhận không có những thi thể đó đều không thực sự sống lại chỉ là cái xác không hồn, sẽ lờ đờ đi lại khắp nơi, giống cương thi quỷ quái. Cho nên chúng ta suy đoán, đây có lẽ là một loại dịch bệnh, lại có lẽ là một loại độc. Bùi tịch gõ gõ nan quạt vào lòng bàn tay, trầm ngâm một lát mới nói, cụ thể là cái gì, đến tận mắt nhìn thấy mới biết được. Chu Ngọc Lễ, sư phụ nghe nói thiếu cốc chủ kế tục kiến thức bị thất truyền của Dược Vương, mới điều người truyền tin cho ngài, hiện giờ ngài đã tới, việc này nói vậy liền có thể giải quyết dễ dàng. Nếu cha ra là ai âm mưu quỷ kế, phái hoa sơn ta tất sẽ không tha cho người này, đến lúc đó cũng sẽ đưa hậu lễ cảm tạ lên thiếu cốc chủ. Ý cười bên môi bùi tịch cứng lại, lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng như tắm mình trong gió xuân, cười chắp tay nói, giao tình của chu trưởng môn và gia phụ sâu nặng, việc đạo nghĩa này bùi mỗ chắc chắn không thể chối từ. An cửu nhìn như nghe chu ngọc lễ nói chuyện, kỳ thật trước sau chia một phần lực chú ý ở trên người bùi tịch, mới vừa rồi vẻ mặt kia của hắn trong nháy mắt không thích hợp, những người khác không phát giác, nàng lại thấy rõ ràng. Chuyện gì có thể khiến kiểu kỹ thuật diễn thượng thừa như bùi tịch lộ vẻ xúc động? an cửu nghĩ một chút liền phân tích sao hắn lại biến sắc có lẽ ở vị phụ thân kia phụ thân bùi tịch là dược vương nổi danh lừng lẫy trên giang hồ nhưng trong sách chưa từng có nhiều miêu tả về ông ta dù sao bùi tịch chỉ là nam phụ tình huống gia đình nam phụ không cần quá rõ ràng an cửu chỉ biết phụ thân bùi tịch tên là bùi chu khi bùi tịch lên sân khấu ông ta đã qua đời mấy năm chưa bao giờ xuất hiện trong sách nghe đồn ông ta y thuật siêu phàm hoàn toàn xứng đáng là thần y đến nỗi mẹ đẻ bùi tịch nửa điểm bóng dáng cũng không thấy Tuy nhiên từ một số chi tiết có thể đoán ra, nếu Bùi Tịch bị hạ độc ngay từ khi mới sinh, khẳng định mẫu thân hắn lúc ấy cũng gặp nguy hiểm, cho nên hẳn là chất sớm, hai bên khách sáo một phen, sau đó liền thương lượng cùng đi nghĩa trang xem những xác sống đó. An Cửu và Bùi Tịch vẫn ngồi xe ngựa, những người khác đều cưỡi ngựa. Không mất nhiều thời gian ra khỏi thành, rất nhanh mọi người liền tới nghĩa trang, nghĩa trang này không lớn, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Sân trước cửa có cây chất héo, trên nhánh cây trụi lủi có mấy con quả đen đậu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đoàn người bọn họ. Chu Ngọc Lễ dẫn đầu xuống ngựa nói, sau khi xác sống xuất hiện, vì đề phòng bạo loạn, chúng ta liền phong tỏa nghĩa trang, không cho các bá tánh lại gần. Thành chủ Thành Bình Lan là môn nhân phái Hoa Sơn, cho nên toàn bộ Thành Bình Lan, cơ hồ thuộc quyền quản lý của phái Hoa Sơn. Đến nối quận thú phủ nha, bởi vì chức quan cách mấy năm sẽ thay người một lần, cho nên quan phủ khống chế mỗi tòa thành sẽ không như thành chủ quanh năm suốt tháng thâm canh ở trong vùng. Đây cũng là nguồn gốc của câu nói, phép vua thua lệ làng an cửu đứng ở càng xe đang định nhảy xuống lại thấy vị sư đệ hề quang xa ân cần tiến lên nói an tiểu thư cẩn thận ta đỡ cô xuống an cửu còn chưa mở miệng cự tuyệt bất giác sống lưng phát lạnh như là bị mãnh thú theo dõi nàng im lặng quay lại chỉ thấy bùi tịch ngồi bên trong xe bạch y tao nhã mặt mang ý cười ôn hòa hỏi an tiểu thư sao không xuống nữa mỗi lần hắn đều chờ nàng xuống trước hắn mới xuống an cửu không rên một tiếng không chút do dự bỏ qua hề quang xa đang vươn tay tới dứt khoát nhảy xuống, khuấy tung một lớp bụi đất. Hề quang xa, hề quang xa hiển nhiên không phải người dễ lùi bước như vậy, an cửu một mình đi về phía trước, hắn tiếp tục đi theo bên cạnh nàng, bám giết không tha kiên trì đến gần nàng. Lúc trước ở khách điếm rất khó nói chuyện với mỹ nhân, hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Tuy rằng vị an tiểu thư này tính tình có chút mỏng manh, nhưng với hề quang xa thì rất bình thường, mỹ nhân nên có chút đái ngộ khác biệt. Huống hồ nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, cho dù là hắn, cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng mọi chuyện. Hề Quang Sa là nhân vật liếm cầu tiêu chuẩn, An Cửu hiện đại gặp qua không ít, những liếm cầu đó không phải hướng về phía mặt nàng thì chính là hướng về phía tiền của nàng, ngày thường nàng căn bản lười phản ứng lại. Nhưng đây nàng lại không đuổi hắn đi, mà câu được câu không tung hứng với hắn, kỳ thật khóe mắt vẫn luôn dừng trên người công tử Bạch Y cách đó không xa. Bùi Tịch đi cùng Chu Ngọc Lễ, nhìn như chuyên chú nói chuyện với Chu Ngọc Lễ. Độ hào cảm Bùi Tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 15. Độ hào cảm Bùi Tịch đối với cô cộng năm hiện tại là trừ 10. Độ hào cảm bùi tịch đối với cô trừ 5, hiện tại là trừ 15. An cửu, a à, dù đã đổi thành 5 điểm mới báo cũng không tránh được bị spam sao. Nàng thật là phục tên nam nhân này, tâm lý hoạt động nhiều như vậy hả? An cửu chịu đựng tiếng điện tử bên tai, cẩn thận quan sát một chút. Mỗi khi nàng cùng hề quang xa nói chuyện, liền sẽ bị trừ điểm. Nhưng khi nàng qua loa với hề quang xa, hào cảm liền tăng lại. Cho nên, hắn quả nhiên đang lén lút nhìn nàng. An cửu sở dĩ xa gần với hề quang xa, chính là muốn thử thái độ hiện tại của Bùi Tịch đối với nàng, thuận tiện gián tiếp kích thích một chút độ hảo cảm. Mấy ngày nay trên đường, nàng thật vất vả kéo độ hảo cảm đến trừ 10, kết quả sau đó tựa như bất động. An Cửu hiểu ra, đây là gặp phải cổ trai, nàng suy đoán trừ 10 tương đương với có chút đáng ghét, mà dương nghĩa là có hảo cảm. Nếu muốn khiến Bùi Tịch từ chán ghét chuyển thành thiện cảm, phải thêm một ít kích thích. Hiện tại xem ra, kích thích là có, nhưng chỉ kích thích đến nàng. Đầu óc nàng rất nhanh bị spam xé toạc, vì bảo vệ đầu óc của mình an cửu không chút do dự ném hề quang xa đi đến bên bùi tịch nàng vừa đi qua công tử bạch y một lát sau mới chậm gì gì quay đầu nhìn qua an tiểu thư làm sao vậy an cửu kéo kéo khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười ta đau đầu đáy mắt bùi tịch lướt qua một tia kinh ngạc mắt thấy sắc mặt thiếu nữ quả thực tái nhợt hắn không cấm được nhíu mày đưa tay cho ta ta bắt mạch cho cô nàng không thể có chuyện mạng nàng nhưng liên quan đến mạng hắn an cửu lại lắc đầu thở phào một hơi nhỏ giọng nói không phải vì thân thể là quá ổn, ổn khiến ta đau đầu. ồn, bùi tịch theo bản năng muốn hỏi, ổn ở đâu? Dây tiếp theo lại đột nhiên nghĩ ra, hề quang xa kia vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh nàng, rồi bọn nói chuyện trêu đùa với nàng, nghe ra, tựa hồ quả thực rất ổn. Suy nghĩ này mới vừa hiện lên trong lòng, tâm tình bùi tịch đột nhiên trở nên thông suốt. Dưới ánh nắng xuân tươi đẹp, mặt mày hắn càng thêm ôn nhuận, không khỏi cười cười, tháo túi tiền từ bên hông xuống, đưa tới trước mặt thiếu nữ, trong này có thuốc giúp tinh thần táo, người sẽ giảm bớt đau đầu. An Cửu không chút khách khí mà nhận lấy, đặt ở chóp mũi người thật sâu, quả nhiên một cảm giác mát lạnh xông thẳng lên trán, nháy mắt giảm bớt choáng váng khi bị spam. Thứ tốt, nàng hai mắt sáng ngời, lập tức cúi đầu nhìn về phía công tử Bạch Y, hất cằm, tự tin nói, về sau cái này là của ta. Dù sao là hắn khiến nàng đau đầu, việc này nên là hắn phụ trách. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, lập tức đeo túi sa tanh màu trắng ở eo mình, trên túi có thêu một chữ "Bùi", nho nhỏ bằng chỉ bạc, như ẩn như hiện theo bước đi của thiếu nữ. Bùi tịch thấy chiếc túi có theo tên mình treo trên làn váy ửng đỏ của thiếu nữ, màu tuyết rừng ở váy đỏ, dễ thấy quá mức. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú một lát, sau đó mới chậm rãi thu hồi, tốt bụng cười, được, là của cô. Độ hào cảm bùi tịch đối với cô cộng năm, hiện tại là trừ 5. An cửu mắt đen chợt lóe, đáy mắt hiện lên ý cười lướt qua. Xem ra, kích thích này cũng không phải không hiệu quả. Lúc này mọi người đã đi vào nghĩa trang, lối vào có cái sân thật lớn, ngày thường viện này đều dùng để đặt thi thể, hiện giờ lại trống không một mảnh tiêu điều. Thi thể ở Nghĩa Trang phần lớn là không thân không thích, bởi vì không có người nhặt xác, chỉ có thể đưa đến Nghĩa Trang giao cho quan phủ mai táng. Mặc dù như vậy, cũng chỉ cuộn chiếu rơm tùy ý ném xuống hố vùi đất. Chu nhớ hoàn đối với nơi này có bóng ma, không dám tiến vào, liền ở ngoài Nghĩa Trang chờ, những người khác đều vào. Chu Ngọc Lễ nói, những thi thể đó buổi tối sẽ chạy, thậm chí vùi vào trong đất cũng sẽ tự đào lên, chúng ta đã đốt rất nhiều thi thể, chỉ để lại mấy cổ chờ ngài tới kiểm tra đẩy cửa nghĩa trang ra, một trận gió lạnh thổi qua, mang đến một mùi hôi khó chịu. Cũng không biết có phải người chất nhiều hay không, nghĩa trang này lạnh đến cực kỳ, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài vài độ, giống như cái hầm, vừa đi vào ánh sáng cũng tối hơn rất nhiều, giống như ánh mặt trời và ấm áp đều bị ngăn cách bên ngoài. Thi thể dư lại đặt ở đại đường Nghĩa Trang, yên tĩnh nằm trên vài chiếc giường tre. Những thi thể đó đa phần đã thối giữa, từ quần áo rách nát lộ ra miệng vết thương, rồi bỏ lúc nhúc khắp nơi. An cửu giơ tay che miệng mũi, không nhịn được huệ một tiếng. Hề quang xa lập tức xung xoe nói, nếu ăn tiểu thư không thoải mái, ta đưa cô ra ngoài, nơi này chất chứa dơ bẩn, không nên làm bẩn giày thiêu của tiểu thư. An cử một tay che miệng một tay xua xua, dùng sức nhẫn nại không sao. Sau đó lấy túi tiền bên hông lên, để trước mũi người. Động tác này của nàng làm cực kỳ thuận tay, sau khi khôi phục trạng thái vừa nhấc mắt, lại thấy công tử bạch y cách đó không xa đang nhìn nàng, đuôi mắt hẹp dài cong cong. Những người khác tuy cũng không khỏi nhíu mày, nhưng không chịu ảnh hưởng quá lớn đặc biệt là bùi tịch, đẩy xe, lăn đến trước thi thể, mặt không đổi sắc xem xét một lát, giơ tay nói với A Thất, găng tay và chủy thủ. A Thất ngồi xổm xuống, từ chỗ trống dưới xe lăn lấy ra một cái dương gỗ không nhỏ, vừa mở ra bên trong chứa đầy dược liệu và công cụ. Khẩu trang băng gạc, găng tay, các loại chai lọ vại bình, còn có nhíp kẹp đồ và chủy thủ nhỏ. An Cửu trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng cho rằng bùi tịch chỉ là trung y, kiểu dùng dược liệu và châm cứu, không nghĩ tới còn có lý thuyết về phương diện Tây y, An cửu cuối cùng cũng biết, xe lăn này vì sao làm lớn như vậy, cảm tưởng như đây là xe con, bên trong mang theo hòm thuốc tùy thân của hắn. Bùi tịch đeo găng tay, dùng đao nhỏ rạch một chỗ ra thi thể, sau một lúc lâu cẩn thận quan sát, toàn bộ quá trình không một chút nhíu mày. Tất cả người xung quanh đều ngừng thở theo dõi, tận lực không quấy dày hắn. Miệng vết thương nho nhỏ kia thoạt nhìn vẫn chưa dị thường, bùi tịch trầm ngâm một lát, từ hòm thuốc lấy ra một bình xứ nhỏ, mở nắp bình để sát vào miệng vết thương. Miệng bình vừa mở, tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi tanh quái dị nhưng trong mùi tanh lại trộn lẫn vài phần thơm ngọt khi mùi tanh ngọt vừa tỏa ra thi thể kia đột nhiên có động tính dường như có cái gì đó thoáng động đậy dưới ra chỗ gần vết thương khiến làn da nổi lên từng cục nhỏ nhanh chóng bỏ về hướng miệng vết thương đây là cái thứ quỷ gì thế hạ tử kinh bị dọa sốc đột nhiên lùi về phía sau cách khá xa suýt nữa tông cửa chạy sắc mặt lâm thanh niên cũng trắng bệch hít sâu nói hẳn là cổ lúc này bùi tịch đã thu lại bình xứ một lần nữa đậy nắp những con trùng nhỏ bò dưới ra thi thể rất nhanh dừng lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn giải thích không sai đúng là cổ trùng có người hạ cổ này cho thi thể dùng cổ thao túng thi thể di chuyển không phải dịch bệnh gì thân xác chu ngọc lễ khó coi người đó vì sao làm như vậy hắn khiến thi thể đi lại nhưng không đả thương người đây là vì sao bùi tịch lắc đầu ta không biết bùi mỗ chỉ là một đại phu không phải cổ sư không nhận ra đây là cổ gì tất nhiên cũng không biết tác dụng nhưng ta thấy, đối phương tựa hồ chỉ muốn thu hút chú ý. Lời này mọi người đều nghe hiểu được, Thành Bình Lan nằm dưới sự cai trị của Hoa Sơn, có thể gây chú ý tới cũng chỉ có phái Hoa Sơn. Hề Quang Sa nghi hoặc hỏi, cổ sư không phải thường hoạt động ở Nam Cương sao? Sao lại đến Thành Bình Lan? Chẳng lẽ phái Hoa Sơn chúng ta có người kết thù với cổ sư? Chu Ngọc Lễ khẽ cắn môi, ngay sau đó chấp tay với bùi tịch, không người hành lễ, cho dù như thế nào, đa tạ thiếu cốc chủ ra tay. Nếu không phải thiếu cốc chủ, đến nay chúng ta cũng không biết chân tướng. Kế tiếp phái hoa sơn ta sẽ phái người đi tìm cổ sư kia, không phiền ngài nữa. Bùi tịch hơi gật đầu, tươi cười ôn nhã, không cần cảm ơn. Sau khi điều tra rõ nguyên nhân, nhóm người An Cửu liền tách khỏi ba người hoa sơn, ba huynh muội kia muốn giải thích tình huống với môn phái, An Cửu cùng bùi tịch về khách điếm. Trước khi chia tay, bùi tịch nói với Chu Ngọc Lễ, Chu Huynh, ta nghe nói cổ sư thao túng cổ trùng sẽ không cách quá xa, đêm nay các người có thể ở ngoài nghĩa trang ôm cây đợi thỏ, chu ngọc lễ ôm quyền cảm kích cảm tạ thiếu cốc chủ ta sẽ nói với sư phụ ngồi ở trong xe ngựa an cửu vẫn có chút mơ hồ này là xong rồi sao nàng nhớ rõ trong sách viết khoảng thời gian này bùi tịch không đoán được là hòa cổ trùng buổi tối lại đến nghĩa trang một chuyến muốn tận mắt nhìn thấy xác sống đúng lúc vị cổ sư kia phát hiện bọn họ thao túng xác sống đại chiến với mọi người một hồi tiếp theo tất cả mọi người chúng cổ tìm thuốc giải cổ khắp nơi sau đó lại đi tìm cổ sư báo thù tóm lại hành trình ở thành bình lan vô cùng khúc khuỷu Nhóm nhân vật chính gặp rất nhiều trắc trở, cuối cùng mới bắt được vị cổ sư kia giải quyết nguy cơ. Nhưng mà lần này, Bùi Tịch trực tiếp chỉ ra là cổ trùng, gần như chỉ ra căn nguyên của vấn đề. Chu Ngọc Lễ vội vàng phải về môn phái như vậy, hiển nhiên hẳn là đoán được cái gì rồi. Không sai, lần này sự kiện cổ trùng kỳ thật có quan hệ với phái Hoa Sơn. Hoặc là nói, có quan hệ với vị đồ đệ cũ phái Hoa Sơn. Trong sách viết, cổ sư kia nguyên là đệ tử phái Hoa Sơn, nhưng tư chất bình thường học nghệ không tinh, thường bị sư phụ trách móc nặng nề. Cuối cùng vì không thể chịu đựng sư phụ bất công và sư huynh ghen ghét, hắn đã thương sư phụ phản sư môn, tình cờ học được cổ thuật. Nhiều năm sau, hắn học thành trở về, muốn mở mày mở mặt báo thù năm đó. Lúc này, sư phụ hắn sớm đã qua đời, mà sư huynh cũng thành trưởng môn phái Hoa Sơn. Đầu tiên hắn dùng cổ sắc sống dẫn đệ tử phái Hoa Sơn xuống núi, lại chuẩn bị một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng không đoán được dẫn tới lại là nhóm người nhân vật chính, do đó kế hoạch thất bại. Nghe có vẻ như một câu chuyện xưa không có gì mới, nhưng trong đó có điểm cốt truyện là nữ phụ an cửu bị cổ sư bắt ép hạ tử kinh rất trưởng môn hoa sơn hạ tử kinh không đồng ý hắn chọn cứu trưởng môn hoa sơn từ bỏ an cửu tuy rằng cuối cùng an cửu cũng được cứu bình yên vô sự nhưng từ một khắc đó nàng liền hắc hóa sau này càng ngày càng trở nên vặn vẹo âm u làm chuyện xấu rồi tự mình tìm đường chất nhưng hiện tại xem ra những cốt truyện đó hẳn là sẽ không xảy ra an cửu trầm mặc khẽ liếc công tử bạch y bên cạnh chỉ thấy hắn ở trong xe ngựa cũng ngồi nghiêm chỉnh mặc tóc rối tung trên vai Hàng nghi dài hơi khép, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn tưởng rằng người này thật sự sẽ đi theo cốt truyện. Quả nhiên vẫn sẽ thay đổi một số thứ, như vậy cũng tốt. Nàng cũng không muốn theo cốt truyện. Nàng chính là kiều thư tay chói gà không chặt, sao có thể đối phó với nguy hiểm? Đang âm thầm suy nghĩ, lông nghi đang rũ xuống của nam nhân bỗng nhiên run lên, lặng yên không một tiếng động, ngước mắt thẳng tắp nhìn qua. An tiểu thư nghĩ gì vậy? Đại phản diện thật nhạy bén nha. An cửu chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: Ta suy nghĩ. Lúc trước huynh nói làm cho ta thuốc tắm, dạy ta tập võ, có phải hôm nay có thể bắt đầu rồi không?" Bùi Tịch dừng một chút, mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể." An Cửu lại tò mò hỏi, "Còn có, cổ mà các huynh nói là thứ gì?" Bùi Tịch ôn nhu giải thích, "Cổ là một loại sâu có thể điều khiển người." An Cửu dùng mình một cái, lúc này nàng một chút cũng không diễn, nàng thật sự rất sợ sâu. "Sâu, người còn có thể điều khiển sâu?" Bùi Tịch cười nói, "Tất nhiên, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, cổ trùng cũng chỉ là một loại tài nghệ mà thôi." sâu có đủ loại đặc tính, rất nhiều trùng dùng để làm thuốc. Về phần cổ sư thao túng cổ trùng, chúng được nuôi đặc biệt, có rất nhiều khả năng khác thường. Ví dụ ta từng nghe nói có một loại cổ, có thể chui vào trong đầu người hút dịch não, người sẽ đau đầu mà chết. Còn có một loại cổ nhưng chui vào tim, ăn tim người, khiến tâm mạch người bị đứt. Mặt an cửu tái nhợt, vội vàng xua tay, rừng rừng rừng, chẳng lẽ không có cổ trùng nào tốt một chút sao? Cổ trùng đều hại người như thế, nhìn thấy sợ hãi trong mắt thiếu nữ, bùi tịch cong mắt cười, chậm rãi nói cũng có ví dụ có loại cổ trường thọ sâu sẽ cắn nuốt tạp chất trong ngấu người loại cổ này sẽ giúp người có thể khỏe mạnh trường thọ đáng tiếc cổ này cực kỳ hiếm thấy cơ hồ không thể có được còn có một loại tình cổ hạ cổ này lên người mình thích sẽ khiến người nọ yêu cô lời vừa nói ra thiếu nữ sừng sốt một chút sau đó như nhớ tới cái gì đôi mắt lóe lên một chút sáng thật sự có loại cổ này ngữ điệu vì kích động lên cao mấy độ quạt xếp của công tử bạch ghi nhẹ lay động một đôi mắt đen sâu thẩm ý cười mờ mịt ngữ khí ẩn giấu mê hoặc đương nhiên là có hơn nữa là cổ thường thấy hầu hết cổ sư đều luyện được kế tiếp tinh thần an cửu vẫn luôn không tập trung có chút thất thần bùi tịch tựa hồ vẫn chưa phát giác hắn nhắm mắt dưỡng thần môi mỏng trước sau hơi hơi nhếch lên tuy rằng hắn phá kế hoạch của cổ sư nhưng có một số việc vẫn là không tránh được ví dụ chuyện an cửu bị bắt tiếp trước không ai cứu nàng đời này phi y sẽ cứu nàng nghĩ nếu anh hùng cứu mỹ nhân lần nữa nữ nhân này sẽ dễ tình đâm sâu với hắn kế hoạch cũng sẽ thành công một nửa về phần song sinh bùi tịch phái người đi nam cương nhưng trước sau không có tin tức chuyển đến nam cương xa xôi nơi đó lại thập phần bài ngoại không nói ngôn ngữ của trung nguyên còn nhiều rừng trướng khí sương mù mà hoàng tộc miêu tộc nắm giữ thuật luyện cổ trong tay những người dị tộc đó ru rú trong nhà cơ hồ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nếu muốn tìm cổ song sinh không phải chuyện một sớm một chiều nghĩ đến đây giữa mày bùi tịch liền hơi nhân lại cũng may nữ nhân này hiện giờ không ngu mốc giống kiếp trước ứng phó cũng không khó bùi tịch ta muốn ăn cái kia mau mua cho ta giọng nữ lanh lợi hoạt bát đột nhiên chui vào màng tai cùng lúc đó một mùi thơm ập vào mặt bùi tịch mở mắt ra liền thấy cả người thiếu nữ lướt qua bàn nhỏ ở giữa một tay chống mặt bàn một tay sốc màn xe phía đối diện lên chỉ vào người giao bán hổ lô rong bên ngoài mắt trông mong nhìn hắn tư thế nàng như vậy cách hắn rất gần hắn hơi rũ mắt liền có thể nhìn thấy cổ áo thiếu nữ vì cúi người mà hơi rộng mở, xương quai xanh bên trong tinh tế trắng nõn. Công tử Bạch Y hơi nhắm mắt, trầm giọng nói, ngồi trở lại đi, ta mua cho cô. Người bán rong ngoài xe cũng nghe thấy giọng an cửu, nhanh trí đi theo bên cạnh xe ngựa, giơ hồ lô đường thét to nói, khách nhân, mua một cây hồ lô đường đi. Nhà ta dùng loại đường tốt nhất, sơn trà mới hái đó. An cửu ngoan ngoãn ngồi trở lại, hai mắt đào hoa xinh đẹp nhìn thẳng qua, liên tục chớp chớp nhìn trầm trầm bùi tịch. Bùi tịch cam chịu thầm than một tiếng, động đậy thân thể tới bên cửa sổ một tay đưa tiền một tay nhận hồ lô đường ta muốn hai cây phía sau lại truyền đến giọng giòn tan của thiếu nữ bùi tịch lại lần nữa đưa thêm đồng tiền qua thêm một cây người bán rong cười tủm tỉm đưa hồ lô đường qua khen nói tình cảm của công tử và phu nhân thật tốt sắc mặt bùi tịch ngẩn ra còn chưa kịp trả lời xe ngựa đã đi người bán rong không theo kịp hắn cũng không có cách nào phản bác hắn một tay cầm một cây hồ lô đường đưa đến trước mặt thiếu nữ hai mắt sáng lấp lánh an cửu lập tức tiếp nhận môi hồng nhuận mở ra, mở miệng cắn một viên hồ lô đường đỏ rực, quai hàm trắng nõn lập tức phình ra. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, một bên chuyên chú liếm hồ lô đường, một bên hàm hồ mở miệng, ta mới không phải phu nhân của huynh đâu. Hóa ra nàng cũng nghe thấy, như là sợ hắn sinh ra suy nghĩ không an phận, thiếu nữ ngẩng mặt, trừng mắt cảnh cáo hắn, ta chỉ thích mỗi phi y, hiểu không? Miệng thiếu nữ không giấu được chuyện, mấy ngày trước sớm đã thổ lộ người trong lòng của mình, vị kia là công tử phi y đã anh hùng cứu mỹ nhân. Theo lý mà nói, nàng càng thích phi y, hắn càng nên vui. Cũng không biết vì sao, thấy nàng giờ phút này khinh thường hắn, trong lòng bùi tịch lại ẩn ẩn khó chịu. Chiều hôm buông xuống, chim tước về rừng, cổ đại không có điện, cho nên mỗi khi mặt trời lặn 10 phần, mọi người sẽ về nhà, cơ bản không có sinh hoạt ban đêm. Chỉ có những tử lầu, hoa lâu, giờ phút này còn sáng đèn. An cửu lặng lẽ từ tầng 2 đi xuống, đi đến trước quầy của khách điếm, tiểu nhị đang ghé sau quầy ngủ gật, nàng gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiểu nhị giật mình tỉnh lại, vội hỏi, khách, nhân có gì phân phó an cửu nói ta muốn ra ngoài thành người gọi người tới đánh xe giúp ta tiểu nhị nghe vậy liền trần chờ trờ, sắc trời đã tối bây giờ ra ngoài thành đến lúc cửa thành khóa có thể không vào được an cửu muốn nói ta cũng không muốn đi nhưng ta không có cách nào cả nhưng nàng nhịn xuống một câu không nói chỉ giơ tay thả khối bạc vụn lên quầy tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở nhanh chóng nhét bạc vụn vào tay áo sửa lời nói khách nhân chờ chút ta đây liền kêu người dẫn ngựa cho ngài không quá một hồi xe ngựa đã dừng ở ngoài khách điếm, lái xe chính là một ông lão thật thà ít nói, tiểu nhị gọi ông ta là Trương Bá, là mã phu chuyên cho ngựa ăn ở khách điếm, người thoạt nhìn rất thành thật. Lòng An Cửu hơi trùng xuống, lên xe nói với Trương Bá, ra khỏi thành đến Nghĩa Trang ở thành Tây. Trương Bá không lên tiếng, cũng không hỏi vì sao, trực tiếp đánh xe về phía trước. An Cửu ngồi một mình ở trong xe, bên trong xe tối om. Kéo màn xe ra, có thể trông thấy ánh nến đèn lồng của từng nhà hai bên đường phố, phần sáng mở nhà thoạt nhìn hết sức nhu hòa, lấp la lấp lánh giống con sông chạy dài. Nhưng con sông phát sáng đến ngoài thành liền đứt quãng, bên ngoài chỉ còn bóng đêm đen nhánh thâm trầm. Tâm trạng An Cửu rất bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh. Cho dù được bùi tịch ám chỉ tới nghĩa trang, sau đó còn muốn ngốc nghếch đi tìm tình cổ, rồi ngốc nghếch bị vị cổ sư kia bắt, nàng một chút cũng không tức giận. Bùi tịch người này nàng còn không hiểu sao, hắn lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân lần nữa thôi, bởi vì trong nguyên tắc An Cửu được anh hùng cứu mỹ nhân và thích hạ tử kinh, cho nên hắn liền cho rằng làm như vậy là có thể khiến nàng thích hắn sao. Trên xe ngựa trở về, hắn nhắc tới tình cổ, An Cửu liền đoán được hắn muốn làm gì. Nàng ban đầu còn nghi hoặc, bùi tịch sao không thoát khỏi cốt truyện, hiện tại xem ra, hắn muốn lợi dụng trọng sinh, tiên tri, một lần, tiến hành kế hoạch của mình. Giống như người xuyên sách, gặp được cốt truyện không đáng sợ, đáng sợ chính là không gặp được. Có cốt truyện mới có thể biết trước, mới có thể khống chế tốt thế cục, bùi tịch cũng như thế. Thủ đoạn của cổ sư hắn đều biết, thậm chí ẩn thân ở nơi nào chỉ sợ cũng rõ ràng, cho dù An Cửu bị bắt, hắn cũng có thể thuận lợi tìm được nàng, lại cứu được nàng. Nếu hắn đã lên kế hoạch, An Cửu đương nhiên phải phối hợp với hắn. Bản chất của bọn họ kỳ thật đều giống nhau, Bùi Tịch muốn mượn lần anh hùng cứu mỹ nhân này để công lược nàng, mà nàng cũng tính như thế. Cho nên khi hắn ở trên xe nói đến tình cổ, An Cửu chỉ sửng sốt một lát, liền nhanh chóng thể hiện ra phản ứng thích hợp nhất. An Cửu nghĩ, có lẽ đúng là vì bọn họ quá mức giống nhau, cho nên nàng mới có thể ngưỡng mộ hắn đi. Trong bóng đêm, môi đỏ thiếu nữ khẽ nhếch, ai cũng không nhìn ra giờ phút này trên mặt nàng tràn ngập ý cười. Trương Bá là mã phu thuần thục, mặc dù là ban đêm, cũng nương theo ánh sáng đỉnh đầu mà đánh xe vững vàng, một đường thuận lợi đi vào nghĩa trang thành tây bên cạnh. An Cửu bảo ông dừng xe ở giữa đường, vẫn không trực tiếp đến nghĩa trang. Nàng biết, giờ này khác này ngoài nghĩa trang, nhất định ẩn nấp không ít đệ tử Hoa Sơn. Bùi Tịch đều đem manh mối quan trọng báo cho bọn họ, còn nhắc nhở ban đêm cổ sư kia sẽ đến, người phái Hoa Sơn cũng sẽ không quá ngu ngốc an cử một mình xuống xe đi về phía nghĩa trang trương bá ở phía sau nhắc nhở vị tiểu thư này nơi đây không an toàn đừng một mình đi quá xa an cử quay đầu lại nói với ông lão ông không cần ở đây chờ ta đánh xe trở về đi nếu ngày mai ta còn chưa về ông nói với bạn ta một tiếng nhưng nàng cảm thấy hẳn là sẽ không kéo dài tới ngày mai nếu không thì sao bùi tịch một bên diễn vai thần y trước mặt mấy người lâm thanh niên một bên lại giả dạng phi y cứu nàng chứ hắn cũng không có khả năng phân thân Khả năng lớn nhất là đêm nay phải giải quyết cổ sư kia, thuận tiện cho màn anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Bá Trần chờ không chịu đi, ông thấy tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, nhìn lại yếu ớt, để nàng một mình ở ngoài thành, trong lòng ông không yên tâm. An Cửu cười cười, nói: "Đừng lo lắng, ta không phải người thường, tự ông trở về đi, ở lại nơi này không an toàn." Trương Bá vừa nghe liền hiểu, thành Bình Lan nhiều nhân sĩ võ lâm, tiểu cô nương này đại khái cũng là người trong giang hồ. Ông lão đánh xe rời đi, An Cửu tiếp tục đi về phía trước nàng chậm rãi đi đến ngoài nghĩa trang cách đó không xa nghĩa trang an an tĩnh tĩnh không thấy ánh sáng gió đêm thổ qua núi rừng xung quanh phát ra tiếng xào xạc trên cái cây khô ngoài viện vài con quạ đen an tĩnh đậu trên nhánh cây cong cổ ngủ gật an cửu suy đoán lúc này ở viện đại khái ẩn nấp rất nhiều người chẳng qua vì ôm cây đợi thỏ bọn họ cũng chưa xuất hiện an cửu cũng không kinh động bọn họ đánh giá khắp nơi một phen nhìn thấy đối diện nghĩa trang có một bụi cây rậm rạp lặng lẽ đi vào chờ đến khi bọn họ đánh tới nàng lợi dụng lúc hỗn loạn lao vào cuộc chiến, thuận thế bị cổ sư bắt cóc kế hoạch hoàn mỹ. An cửu tính rất khá, nhưng nàng không dự đoán được chính là hành động chui vào bụi cây để trốn của nàng sớm bị một đôi mắt trong bóng đêm nhìn thấy. người nọ chính là cổ sư lên kế hoạch sát sống Vu Thịnh. Mỗi đêm khi thao túng sát sống Vu Thịnh sẽ ẩn thân trong rừng gần nghĩa trang nhưng lại không dễ phát hiện. Tối nay hắn vừa đến đây lại phát hiện bảo địa của mình đã bị người khác chiếm trước, trong lòng Vu Thịnh tức khắc nâng cao cảnh giác cho rằng người nọ phát hiện tung tích của mình, mới đến rừng tìm kiếm. Phu Thịnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đầu thả ra một con cổ trùng. Ban đêm vốn dễ ẩn nấp, huống chi con sâu nho nhỏ. Cổ trùng rất nhanh bò đến cái cây phía sau bóng người, một lát sau, Phu Thịnh cảm giác cổ trùng phản hồi. Hắn cảm thấy một tia kinh ngạc, người nọ nhanh như vậy liền trúng chiêu. Chẳng lẽ không phải tới tìm hắn? Bên kia, An Cửu vốn dĩ đang ngồi dưới đất dựa vào thân cây kết quả cẳng chân đột nhiên nhói đau, giống bị mũi đốt, nàng giơ tay vỗ nhẹ, nhỏ giọng nói thầm, lúc này mới tháng tư sao đã có mũi. Lời còn chưa dứt, thân thể chợt nhũn ra, trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng dùng mình, nháy mắt ý thức được không thích hợp. Vừa rồi không phải mũi cắn nàng, có lẽ là cổ trùng. Nàng sẽ không gặp vị cổ sư kia sớm hơn người phái hoa sơn chứ. Đạp ngựa, sớm biết thế đã không tới. Sao nàng xui xẻo như vậy? Ý thức của An Cửu vẫn tỉnh táo, nhưng tứ chi nàng lại rất vô lực, ngũ quan vẫn nhanh nhạy có thể nghe thấy tiếng bụi cỏ phía sau bị dẫm lên kêu sột soạt, có người đi về phía nàng, một bóng người đen nhánh ngồi xổm xuống trước mặt nàng, một bàn tay duỗi về phía nàng, xương ngón tay lạnh băng nắm cầm nàng. Ai phái người tới, tiếng khàn khàn thấp thấp hỏi, An Cửu nghe thấy miệng mình chậm chạp nói, không, không có ai, ta tự mình tới, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, thuật nói thật ở cổ đại, thế giới võ hiệp cũng quá không khoa học đi, ngươi là ai, người nọ lại hỏi, ta là, An Cửu, bóng người sờ mạch nàng, ngữ khí kinh ngạc, một người bình thường. Người tới nơi này là trùng hợp sao? Không, không phải, ta là tới công, nói tới đây, An Cửu đột nhiên không nói nữa, người nọ không biết nguyên nhân gì, An Cửu lại nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Chú ý, ký chủ không được lộ ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến hệ thống. Người nọ thấy hỏi không thu được gì, lại thay đổi vấn đề, người biết ta là ai? Biết, ngươi là vô thịnh, quanh thân chợt phát lạnh, ngón tay bóc cầm An Cửu đột nhiên dùng sức, cầm nàng. Tức khắc một trận đau đớn, ngữ điệu của bóng người trong đêm hạ xuống mấy độ, lạnh lùng hỏi, sao ngươi biết ta? phái Hoa Sơn đều biết, bọn họ mai phục ở Nghĩa Trang, chuẩn bị bắt ngươi, trong đầu, An Cửu vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng biết Phù Thịnh đêm nay sẽ đến, lại không biết hắn sẽ tới từ hướng này. Trong sách cũng không biết hắn trốn ở đâu, ai biết sẽ đụng phải đâu. Hiện tại toàn bộ kế hoạch đã đổ vỡ, Phù Thịnh biết phái Hoa Sơn muốn bắt hắn, sẽ không ngốc đến nỗi chui đầu vô lưới. Mạng ta xong rồi, chỉ hy vọng đại boss bùi tịch mạnh hơn một chút, sớm một chút cứu nàng đã đánh thắng phó bản thông quan vậy đến lần này hẳn là càng đơn giản đi quả nhiên nghe nàng nói như vậy vu thịnh cười lạnh một tiếng thấp giọng phun ra hai chữ hoa sơn sau đó giơ tay đặt lên cổ nàng trước mắt an cửu bỗng nhiên tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức tỉnh lại an cửu phát hiện mình nằm trên mặt đất xung quanh là sơn động khắp nơi đều là vách đá bầu trời ngoài cửa động vẫn là tối cây cối rậm rạp trong núi rừng yên tĩnh thường truyền đến một hai tiếng chim kêu đây là nơi núi sâu rừng già nào bùi thì còn có thể tìm được nàng hay không sau khi an cửu im lặng một lúc lâu toàn thân nàng vẫn không sức lực nhưng nằm trên đất lâu lại lạnh đành phải dãy dụa bò từ mặt đất lên dựa vào vách đá nhìn vào trong sơn động toàn bộ quá trình nàng phát hiện xúc cảm của mình dường như trở nên cực kỳ nhạy bén ví dụ khi bàn tay nàng chống lên mặt đất chạm vào một hạt cát nhỏ bình thường căn bản không có cảm giác nàng lại cảm thấy đau khi đầu ngón tay lướt quá cạnh gồ ghề của vách đá cũng truyền cảm giác đau rất nhỏ phảng phất trong nháy mất cảm giác phóng đại vài lần nàng lập tức biến thành công chúa hạt đậu, da bụng mỏng manh khó có thể chịu đựng bất kỳ ma sát áp lực nào. Khó trách hắn không trói nàng lại, mà tùy ý vứt trên mặt đất. Cơ thể như vậy, An Cửu căn bản không chạy thoát. Một nhánh cây xẹt qua, hoặc va vào đá, bất kỳ va đập nào không ngại với người thường, với nàng mà nói đều là tra tấn khó có thể chịu đựng. Sơn động không lớn, An Cửu dựa ở cửa động, trong động có đống lửa, ngồi cái bên cạnh lửa là nam nhân Hắc Y, đúng là cổ sư Vu Thịnh. Thấy nàng tỉnh lại, Hắc Y nhân đứng dậy đi đến trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống nói, ngươi là người thường, nếu biết ta là vô thịnh, vì sao không sợ. An cửu ngửa đầu nhìn hắn, vô thịnh vẫn chưa che khuất mặt, nương ánh lửa trong động, nàng thấy rõ mặt hắn. Đây là nam nhân trung niên bề ngoài tang thương âm trầm, hơn 40 tuổi, màu da tái nhợt, mặt góc cạnh rõ ràng, không khó nhận ra khi hắn còn trẻ hẳn cũng là Mỹ Nam, chỉ là đôi mắt hạt trâu đen như mực, khi nhìn người khác có vẻ cực kỳ áp lực. An cửu nỗ lực khắc chế đầu ngón tay run rẩy. Sau khi đau đớn quỷ dị tan đi, thứ còn lại là một loạt cảm giác ngứa ngáy khó chịu phảng phất như bị kiến cắn nàng thờ hồn hền nói ta nghe nói cổ sư các ngươi sẽ luyện tình cổ ta muốn tình cổ làm một người thích ta tình cổ vô thịnh lẩm bẩm hai chữ này ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa xăm hắn rất lâu không nói như lâm vào hồi ức biểu tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ u ám khi thì tràn ngập hoài niệm khi thì phẫn hận không rõ sắc mặt biến ảo không ngừng rất giống kịch đổi mặt an cửu một tiếng cũng không dám nói người này vừa thấy liền biết tinh thần không bình thường, rất có thể là tên điên. Lại nghĩ đến chuyện hắn làm trong sách, mai danh ẩn tích học cổ thuật 20 mấy năm, học xong chuyện đầu tiên khi trở về chính là diệt sư môn cũ, nguyên nhân bởi vì lúc trước sư phụ và sư huynh khinh thường hắn không làm việc đàng hoàng, đầu óc người này có vấn đề rất lớn. Phu Thịnh rất nhanh tỉnh lại từ trong hồi ức, câu đầu tiên đó là ta có thể cho ngươi tình cổ. An cửu dùng mình, hiểu sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, Vu Thịnh lại nói, nhưng ta muốn ngươi làm người nuôi cổ cho ta, giúp ta thử cổ. Chờ ta luyện cổ thành công, ta liền thả ngươi đi, còn cho ngươi tình cổ làm thù lao. An cửu có thể nói không sao, nàng căn bản không có lựa chọn, nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, được, thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, Phu Thịnh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt. Đối mặt với một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như An cửu. Phu Thịnh vô cùng thờ ơ, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, cơ hồ chưa bao giờ để nàng vào trong mắt. Đây là người có ý chí kiên định, muốn khiến hắn thả lỏng cảnh giác, phải từ từ không để lại dấu vết nào. Phu Thịnh một lần nữa trở về cạnh đống lửa, thanh âm xa xa truyền đến, ta đã hạ ngươi một loại cổ độc, kế tiếp ngươi phải nói chính xác rõ ràng cảm giác cho ta. An Cửu ngoan ngoãn đáp được, dừng một chút, nàng nói ta phát hiện giác quan của mình mạnh hơn, ngón tay cọ nhẹ một chút liền đau, cơn đau sẽ kéo dài rất lâu. Phu Thịnh nghe vậy, lại đi tới, đáy mắt có một tia không thể tin. Nhanh như vậy đã có cảm giác, hắn ngồi xổm trước mặt An Cửu, nhìn nàng từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn làm một chút thí nghiệm. Thiếu nữ một thân hồng y, mềm mại dựa vào vách đá, hai cánh tay để sau người chống đất, hai chân cũng bị váy áo bao bọc, ánh mắt hắn đảo quanh, cuối cùng dừng ở khuôn mặt kiều diễm nhỏ bằng lòng bàn tay của thiếu nữ. Trong ánh mắt của An Cửu có chút hoảng sợ, nam nhân chậm rãi duỗi tay đến bên má nàng, ngón tay hắn lạnh lẽo xoa vành tai nàng. Ngay sau đó, vành tai bị véo mạnh, cơn đau nhói ập đến. An Cửu bỗng nhiên trao mày, cả khuôn mặt đều nhăn nhó vì đau đớn, những giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng tụ lại ở hốc mắt. Nàng cực lực nhẫn nại để không khóc, những giọt nước đọng trên hàng mi dày, giống giọt sương sớm trên lá cây, chuẩn bị rơi xuống. Phu Thịnh lại không vì điều này mà động lòng, hắn nhìn chăm chú dấu tay màu đỏ lập tức xuất hiện trên vành tai của thiếu nữ, trong mắt đen nhánh ẩn ẩn tỏa sáng, lộ rõ vui mừng. Lại là cơ thể ngọc Tịnh hiếm có, cơ thể ngọc Tịnh cũng không nhiều, đặc điểm chính là mẫn cảm hơn người thường, lực hấp thụ càng nhanh, phản ứng càng nhạy bén. Nhưng vì ngày thường biểu hiện không khác người thường mấy, cho nên rất khó phát hiện. Trong trốn võ lâm cơ thể Ngọc Tịnh thường dùng để luyện thuốc hoặc thử thuốc, cho dù độc hoặc là thuốc gì, người bình thường phải mất một hai canh giờ mới có thể phát tác, cơ thể Ngọc Tịnh lại có thể nhanh chóng sinh ra phản ứng, phản hồi cho dược sư. Kiểu thể chất này có thể nói là thể chất thực nghiệm tự nhiên, người thường vì cơ thể có rất nhiều tạp chất cản trở, lực hấp thụ không tốt, cơ thể Ngọc Tịnh lại không có chút trở ngại nào, trong sạch giống Ngọc Thạch cho nên mới được gọi là cơ thể Ngọc Tịnh. An Cửu không biết ý này, cũng nghe ra thể chất nàng đặc thù từ lời vô thịnh, hắn rất vừa lòng. Kết luận này khiến lòng an cửu trầm xuống, xuất hiện dự cảm không tốt, càng không ổn chính là dự cảm này trở thành sự thật. Đại khái phản hồi nàng đưa ra không tồi, Vu Thịnh tiếp tục làm thí nghiệm trên người nàng. Hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt với An Cửu, lấy ra một lò đồng to đặt giữa hai người. Trên lò đồng kia có cái nắp, Vu Thịnh mở ra, An Cửu thấy nằm bên trong là một con trùng nhỏ, cùng loại với rết, toàn thân đều là vảy đen nhánh, thân hình lại rất nhỏ, vô số móng vuốt vừa dài vừa nhỏ. Vu Thịnh lấy trùng nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, đưa đến bên cạnh An Cửu để nó cắn ngươi một nhát. An Cửu trầm mặc một lát, ngoan ngoãn vươn tay trái, trùng nhỏ cắn xuống mu bàn tay nàng. Giống như mũi đốt, không đau, cảm giác như thế nào? Hai mắt vô Thịnh nhìn chằm chằm nàng, An Cửu nhắm mắt, lúc này nàng tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt dâng lên trong cơ thể, luồng nhiệt dâng đến đâu, nàng vốn nhạy cảm lại tăng lên một mức độ khác. Giác quan dường như trở nên nhanh nhạy hơn, tay chân thực ra đã giảm bớt vô lực, Cô lực kia đại khái không phải chỉ do sâu tạo thành, nhưng cảm giác do con sâu này mang đến còn khủng bố hơn cảm giác vô lực. Phu thịnh hiểu ý gật đầu, duỗi tay ra, lập tức hướng về phía vành tai đỏ rực của thiếu nữ. Thiếu nữ rũ mắt, lông mi run rẩy, nghĩ đến là sợ. Đuôi mắt nàng đỏ thắm, còn lưu lại dấu vết của nước mắt khi vừa rồi hắn véo nàng. Rõ ràng là cơ thể ngọc tịnh cực kỳ mẫn cảm, lại bị hắn hạ cổ độc, gặp tra tấn lớn như vậy, nàng trước sau không rên một tiếng, ngoan ngoãn an tính. Người thuốc này không tồi, nghe lời. Mặc dù vô thịnh lạnh nhạt như thế nào, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi mềm một chút. Chỉ là chút mềm lòng này không đủ để khiến nam nhân thương xót nàng, hắn vẫn không chút do so dự, dùng lực tương tự véo vào tai thiếu nữ. a à, thiếu nữ kêu lên một tiếng, khóe mắt tràn ra nước mắt, hai giọt nước trong suốt chảy dọc theo gương mặt tái nhợt, tụ ở cầm nhọn. Lông nghi nàng run rẩy nâng lên, mơ hồ nhìn về phía vô thịnh, môi đỏ kiều diễm vốn vì đau đớn mà mất sắc. Thiếu nữ hiển nhiên đang cố nén, nhưng vẫn khó có thể khắc chế tiếng nước nở phát ra khỏi cổ họng, đau, đau hơn lần trước. Vô thịnh vô thức hạ giọng, như lớn tiếng một chút sẽ làm vỡ nát thiếu nữ lệ rơi đầy mặt trước mắt này, hơn bao nhiêu. An cửu mím môi, hàng mi dài rũ xuống, nghẹn ngào nói, nhiều, đại khái gấp 5 lần. Nghe vậy, vô thịnh hơi nhíu mày, sau đó gật đầu với nàng, được rồi, ngươi nghỉ ngươi đi. Nói xong, liền bỏ an cửu tại chỗ, còn mình bưng lò đồng về bên đống lửa. Sau đó hắn bắt đầu ném đồ vào trong lò đồng, ánh sáng mờ mịt, an cửu cũng không nhìn rõ, hình như có các loại dược thảo, còn có sâu vặn vẹo, động vật nhỏ các loại, hắn bận rộn nửa buổi tối. An cửu nhắm mắt nhìn như đang ngủ, kỳ thật vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn. Làm một cổ sư, võ công vô thịnh hiển nhiên không tốt lắm, an cửu nhìn hắn lâu như vậy, hắn một chút cũng không phát hiện ra, chỉ lo luyện cổ, rất giống nhà khoa học trong phim chỉ biết điên cuồng nghiên cứu. An cửu chờ rồi chờ, đợi ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ, vô thịnh rốt cuộc kết thúc nghiên cứu của hắn. Hắn lần nữa bưng lò đồng đi đến bên cạnh nàng, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, thử lại lần nữa, lần này độc tố hẳn là mạnh hơn. An cửu làm bộ bị đánh thức, mờ mịt lại sợ hãi nhìn hắn. Nhìn thấy đáy mắt thiếu nữ hiện lên sợ hãi, Vu Thịnh trầm mặc một lát, nói, đợi ta hoàn thành tâm nguyện, sẽ giải độc cho ngươi, thả ngươi về. Nội tâm An cửu ha hả một tiếng, ai biết lời này của ngươi có phải lừa người hay không. Nàng cũng không đặt hy vọng lên người khác, dựa vào người khác mà sống. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nàng lại có vẻ cực kỳ thuận theo, trần chờ chậm rãi vươn tay phải. Vu Thịnh lại lần nữa nâng trùng nhỏ lên, tới gần mu bàn tay An cửu, Khoảnh khắc, ngón tay hai người chạm nhau, đầu ngón tay An Cửu vừa động, lật một cái đã bắt được tay hắn. Phu Thịnh ngẩn người, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng dương mắt nhìn về thiếu nữ mảnh mai trước mắt. Giờ khắc này trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, là nàng quá sợ hãi, cho nên mới nắm lấy tay hắn. Nhưng nháy mắt tiếp theo, đầu ngón tay bị nắm đau xót, như bị vật bén nhọn đâm vào, cảm giác tê mỏi từ ngón tay truyền đến, cũng nhanh chóng lan ra khắp người. Phu Thịnh, ngươi, Phu Thịnh không nói, kỳ thật hắn cũng là cơ thể ngọc tịnh, nhiều năm lang thang bên ngoài như vậy hắn thường dùng thân thể của mình thử cổ theo lý mà nói một cổ sư như hắn không nên không ngăn được độc tố của một con rắn nhỏ nhưng thứ nhất hắn không hề phòng bị thứ hai cơ thể ngọc tịnh của hắn lực hấp thụ quá mạnh độc rắn nháy mắt lan ra toàn thân hắn muốn tự cứu cũng không còn kịp rồi khoảnh khắc ngất đi vô thịnh sao cũng không nghĩ tới mình sẽ thua trên tay một tiểu cô nương bình thường hắn đường đường là một cổ sư thế nhưng lại bị một con rắn nhỏ hạ gục vô cùng nhục nhã an cửu không biết suy nghĩ của vô thịnh nhìn nam nhân té xỉu trước mặt mình, An Cửu vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, nàng vẫn luôn diễn, chính là vì khiến hắn thả lỏng cảnh giác. Thấy hắn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trong tay còn nắm cổ trùng, An Cửu một chân đá hắn ra xa, chân An rắn nhỏ ở cổ tay, nhanh chóng chạy ra ngoài động. Độc tố của rắn nhỏ chỉ có thể làm tê mỏi người nửa canh giờ, cũng chính là một tiếng, nàng phải thừa dịp một tiếng này chạy trốn. Y thuật bùi tịch tốt như vậy, cổ độc trên người nàng hẳn là hắn có thể giải đi. An Cửu vui trong khổ mà nghĩ, khẽ cắn môi, lao vào khu rừng tối tăm. Bóng đêm vẫn chưa tan, nhưng có lẽ đã là nửa đêm, gần đến bình minh, trong rừng đã có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt, có thể phân biệt các loại cây, không đến mức đụng vào thân cây. An cửu bước thấp bước cao đi vào rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng có cành lá chọc vào người nàng, gai nhọn của thực vật cắt qua xiêm y nàng, đâm vào da thịt, tạo thành từng đợt đau đớn không tả xiết. Loại độc này phóng đại giác quan, thật sự quá không khoa học. Bùi tịch ta hận huynh, hệ thống ngu ngốc, người ra đây nói chuyện với ta hệ thống vẫn luôn an tĩnh lên tiếng ký chủ có gì phân phó an cửu vừa đi vừa hung tợn nói người đạp ngựa lúc trước vì sao không nhắc nhở ta vù thịnh thấy ta tất cả hành vi công lược đều do ký chủ tự hành động hệ thống không được cung cấp trợ giúp an cửu ha ha dừng một chút đại khái cảm thấy nàng thật sự thê thảm hệ thống tốt bụng nhắc nhở ký chủ sẽ không gặp nguy hiểm bùi tịch để túi tức hương trên người cô lưu lại tức hương lúc trước khi truy đuổi hái hoa tặc ở cửu phương thành hắn đã dùng một loại thủ đoạn đặc thù để tìm tung tích là bí chế độc môn của bùi tịch lưu tức hương người khác không ngửi thấy nhưng một loại côn trùng đặc biệt hắn nuôi có thể ngửi được chỉ cần để trên người cho dù đi đến đâu sâu đều có thể tìm được an cửu không hề ngạc nhiên ta sớm đã đoán ra nếu hắn không chuẩn bị mới kỳ quái ký chủ có thể thổi còi bùi tịch rất nhanh có thể tìm được cô không vội an cửu lau mồ hôi trên trán không phải do nóng mà là mồ hôi lạnh do đau mồ hôi lạnh cơ hồ làm ướt quần áo nàng, dính vào người, cánh tay, gương mặt, cổ, mấy chỗ lộ ra bị nhánh cây cứa qua, đau nóng rát. Giờ khắc này, toàn thân nàng, cơ hồ không có chỗ nào không đau. Đau đớn giống như một tấm lưới mịn, bao vây toàn bộ nàng, trong lưới không thể thở nổi. Nàng thở phì phò, gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu ta không bị thương nặng một chút, sao khiến hắn đau lòng, khiến hắn ái náy chứ? Hệ thống, hôm nay ta dạy cho ngươi một chiêu. Khi một nam nhân sinh ra, Ái náy với một nữ nhân, vậy sẽ cách luân hãm không xa. Đánh giá thời gian, cuối cùng khi chân trời mơ hồ nổi lên bụng ca trắng, An Cửu Kiệt sức ngồi dựa vào một cây đại thụ, lấy còi trúc trước ngực đưa lên miệng, dùng sức thổi. Tiếng còi thanh thúy truyền khắp một mảnh núi rừng, đồng thời truyền tới tai một người. Nam nhân đeo mặt nạ màu bạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng còi. Trước mắt từng đợt choáng váng, An Cửu có thể cảm giác được thể lực cạn kiệt, trên da đau đớn khiến nàng không tự chủ mà run rẩy, cuộn tròn người. Trong màn đêm u ám, nàng hơi nhắm mắt yên lặng chịu đựng đau đớn và cái lạnh do mồ hôi mang đến ánh mắt nhìn sâu vào rừng rậm ý thức dần dần mơ hồ nàng có thể đi với cơ thể như vậy đã vượt quá sức chịu đựng của người thường hiện tại thân thể cơ hồ đã đến cực hạn đầu óc choáng váng mí mắt dần dần trở nên nặng nề không thể chịu nổi mà chịu xuống tầm nhìn sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối một trận tiếng cành lá rung động bỗng nhiên truyền đến an cửu miễn cưỡng tập trung vài phần tinh thần ngước mắt nhìn phía phát ra thanh âm trong lòng nàng có vài phần thấp thỏm kỳ thật cách làm của nàng quá mạo hiểm bởi vì không ai biết người tới trước rốt cuộc sẽ là ai có lẽ là bùi tịch có lẽ là vô thịnh cũng có lẽ là người khác hoặc là mãnh thú trong rừng cho nên đây chính là một lần coi mạng như tiền để đặt cược cũng may nàng thắng thứ đầu tiên đập vào mắt ăn cửu là một bóng người màu trắng giờ phút này trời sắp sáng ánh sáng lờ mờ từ trên trời chiếu vào người hắn phảng phất bao phủ quanh thân hắn một tầng bạch quang người nọ từ sâu trong rừng rậm đi tới thân hình cao dài đeo mặt nạ giơ tay gạt bỏ những cành lá chắn đường, đi đến trước mặt nàng giống như thần tiên dáng thế. Nếu nàng là An Cửu thật, nhất định sẽ đắm sâu vào ân tình này đi. An Cửu trong lòng nghĩ như vậy, đáng tiếc, một màn lãng mạn đẹp đẽ như thế, hoàn toàn là một âm mưu. Phi, Phi Y, huynh tới thật rồi, thiếu nữ dưới tàng cây ngước khuôn mặt nhỏ, da nàng vốn trắng, giờ phút này thoạt nhìn càng trắng bệch như tờ giấy. Cặp mắt đào hoa tươi đẹp động lòng người vô lực rũ xuống, hàng mi dày như cánh bướm bị thương, cả người như trong nháy mắt mất đi sắc thái đặc biệt hồng y trên người, rất nhiều chỗ bị rách, thậm chí lộ ra áo trong màu hồng nhạt. Trên má, trên cổ, trên cánh tay nàng, cũng đọng lại không ít vết ngấu. Thiếu nữ như vậy, như thể gặp chuyện cực kỳ không tốt, thê thảm lại chật vật, giống như đóa hoa bị nghiền nát, khắp người hỗn độn. Khi thấy an cửu như vậy, trong lòng bùi tịch nhảy dựng thật mạnh, lần đầu tiên sinh ra một chút cảm giác hối hận. Sao hắn có thể để nàng ra ngoài một mình vào ban đêm? Bùi tịch chưa bao giờ có loại cảm giác này, cho dù kiếp trước trước khi chết, hắn cũng không cảm thấy hối hận, nhưng giây phút này lại cảm nhận được. Dường như nội tâm có ngọn lửa, trong lòng ngực xuất hiện một nỗi sợ. An cửu không thể chất, nàng tuyệt đối không thể có chuyện. Nam nhân bước nhanh tiến đến, nhanh chóng nửa ngồi xổm xuống, đầu ngón tay thon dài dừng trên cổ tay thiếu nữ. Theo biểu hiện của mạch tượng, nàng không bị thương, ngoại thương nội thương đều không có. Cũng chưa từng bị người khác vỗ nhục, cơ thể vẫn nguyên vẹn. Sở dĩ dáng vẻ này, tựa hồ là do thể lực tiêu hao quá mức, và sợ hãi quá mức chăng. Là lạc đường trong rừng sao kết quả trần bệnh hiện lên trong đầu bùi tịch bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm lúc này mới phát giác lưng mình mướt mồ hôi mà không hề hay biết lúc này hắn mới có tâm trạng trả lời nàng ta tới rồi giọng thiếu nữ nho nhỏ thấp thấp nói ta còn tưởng rằng huynh sẽ không tới suy nghĩ trở về bùi tịch bình tĩnh lại chậm rãi nói nếu ta đã đáp ứng cô nhất định sẽ đến đôi mắt an cửu gần như nhắm lại nàng nhỏ giọng nói gạt người ta thổi còi nhiều lần như vậy huynh chỉ tới một lần xin lỗi là ta đến trễ Phi Y, luôn ôn hòa, ôn nhu bao dung như gió mát trăng trong, hắn cúi người về phía trước, cánh tay vòng qua nách và đầu gối nàng, nhẹ nhàng bế thiếu nữ dưới tảng cây lên, đứng dậy đi về hướng mà hắn tới. Ta đưa cô đi, dáng người thiếu nữ nhỏ xinh, rõ ràng trên người có không ít thịt, nhưng ôm ở trong tay, lại nhẹ như không có trọng lượng. Khuôn mặt nhỏ của nàng gối lên đầu vai hắn, suy yếu nhắm hai mắt, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút. Bùi tịch có thể nhận thấy, nàng không ngủ, hơn nữa thân thể vẫn luôn run rẩy, giống mèo nhỏ gặp mưa hắn đang muốn hỏi nàng chỗ nào không khỏe thiếu nữ đã thì thầm bên tai hắn phi y ta rất lạnh lạnh hai tay hắn nắm thật chặt ôm nàng sâu hơn vào trong lòng ngực thiếu nữ càng run rẩy dữ dội hơn trong cổ họng nàng phát ra tiếng rất nhỏ mơ hồ không rõ như là đang nức nở lại giống đang than nhẹ cô sao vậy bùi tịch nhíu mày hỏi ta ô ta thật sự khó chịu thiếu nữ dán mặt vào bả vai hắn chán nàng áp vào cổ hắn một mảnh da của hai người chạm vào nhau lúc di chuyển Hai mảnh da bắt đầu cọ sát, mang đến tê ngứa khó tả. An Cửu cũng không biết, phóng đại cảm giác còn mang hiệu quả như vậy. Không chỉ có thế, hắn ôm nàng càng chặt, nhiệt độ trên người nam nhân theo vải dệt mỏng truyền vào người nàng, vốn nên là nhiệt độ ấm áp, nhưng bởi vì phóng đại cảm giác, nàng chỉ cảm thấy nóng rực khó chịu. Tác dụng phụ này quá mê hoặc đi, không phải sách đứng đắn nên có nha. Mắt thấy gương mặt tái nhợt của thiếu nữ hơi đỏ lên, run rẩy càng thêm rõ ràng, Bùi Tịch dù ngốc cũng nên hiểu có chỗ không đúng. Bộ dáng này của nàng thoạt nhìn không giống không sao. Nhưng vừa rồi hắn đích xác không khám ra bệnh gì, cũng không thấy trúng độc, khả năng duy nhất nàng chúng cổ độc, cổ độc không thể dùng các phương pháp thông thường để phát hiện ra, chỉ có phương thức đặc thù mới nghiệm chứng được. Có thể hạ cổ nàng, nàng tất nhiên đã gặp vô thịnh. Ý thức được điểm này, cơn tức giận vẫn luôn kìm nén trong lòng phun trào ra. Ở trong mắt Bùi Tịch, Vô Thịnh thật sự không phải vấn đề lớn, kiếp trước tên này không làm quá loạn, về phần cổ xác sống của hắn, Bùi Tịch xem như trẻ con đang nghịch ngợm thật sự buồn cười đến cực điểm tóm lại đây chính là biến mình thành kẻ ngu đi tìm đường chất bùi tịch đối với vu thịnh không tính là hiểu biết kiếp trước khi hắn tới thành bình lan hai chân vẫn tàn tật cũng không có được thần công cho nên bao vây diệt trừ vu thịnh hắn chỉ ở hậu phương sau mới từ miệng lâm thanh niên biết được trận chiến lúc trước vu thịnh có một loại cổ loại cổ đó có thể phóng đại cảm giác của con người hắn đưa tới phái hoa sơn là muốn dùng cổ trùng này tiêu diệt toàn bộ hoa sơn nghe nói năm đó khi vu thịnh tập võ luôn thủ đoạn gian dối cho nên võ nghệ không tinh, thường xuyên bị sư phụ của trách, bị đồng môn xem thường, nhiều năm qua hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lần này trở về, hắn không muốn rớt người, đại khái cũng biết mình không có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn chỉ muốn khiến tất cả đệ tử phái Hoa Sơn đều biến thành phế nhân, chỉ cần khiến bọn họ nhạy cảm với cảm giác đau, bọn họ liền không thể luyện võ. Dù sao bị thương khi tập võ là chuyện thường ngày, nếu không khổ như thế sao có thể luyện được võ công tuyệt thế. Kế hoạch này của Vô Thịnh cũng coi như ngoan độc, có thể nói rút củi dưới đáy nồi. Kiếp trước mọi người phái Hoa Sơn đích xác chúng chiêu, chỉ là xuất hiện một hạ tử kinh, hạ tử kinh cực kỳ vô cảm với đau đớn, mặc dù chúng cổ độc, cũng không chịu ảnh hưởng chút nào, khi mọi người mất lực thì ngang nhiên ra tay, bắt Phu Thịnh giải quyết nguy cơ lần này của Hoa Sơn, từ đây biến thành ân nhân của phái Hoa. Sơn, cổ độc và độc dược không giống nhau, nếu muốn giải cổ, cần tìm cổ sư. Lửa giận trong lòng Bùi Tịch bừng bừng, bước chân hắn dừng lại, khom lưng cúi người đặt thiếu nữ cạnh một thân cây. Tựa hồ biết được ý đồ của hắn, thiếu nữ gian nan mở hai mắt đẫm lệ, nỗ lực duỗi tay bắt lấy ống tay áo của hắn, huynh đừng đi. Sau mặt nạ bạc, một đôi mắt đen hẹp dài nhìn thiếu nữ thật sâu, con người đen nhánh còn sâu hơn cả khu rừng tối tăm. Đáy mắt hắn dường như có thứ gì bị đè nén, khí thức quanh thân dần dần trở nên nguy hiểm, an cửu dường như không phát hiện ra, đầu ngón tay mảnh khảnh bất an níu lấy vạt áo hắn, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của nàng. Ta không đi, giọng nam nhân trở nên có chút khàn, hắn giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, lòng bàn tay mềm mại chậm rãi cọ qua vết máu trên gò má, An cửu có bao nhiêu mỏng manh, hắn biết rõ nhất. Ngồi ghế cũng ngại cứng mà phải cần đệm, các loại quả có vỏ sợ bẩn tay cho nên dù thích ăn cũng không thích bóc, đi đường một hồi liền kêu mệt, ăn thịt cũng không gạm xương sợ hỏng răng. Thấy vết xước trên người nàng hiện giờ, tuy không nghiêm trọng nhưng lại nhiều không đếm được. Hắn biết nàng vì sao lại đến đây, là hắn khiến nàng gặp chuyện này. Lấy tâm địa của bùi tịch, hắn vốn nên thở ơ. Hắn quả thực thở ơ hắn chỉ là cảm thấy phẫn nộ vô biên, loại phẫn nộ này rõ ràng nhất khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của thiếu nữ do bị trà đạp, đạt tới đỉnh điểm. Bùi tịch nghĩ, nàng là của ta, nhưng hiện tại bị người khác biến thành như vậy, hắn muốn rất vô thịnh, mắt đen sau mặt nạ lạnh lùng nhìn vành tai nhỏ như viên hồng ngọc kia, chỉ cảm thấy nó đang dính hơi thở của người khác, vô cùng chướng mắt. An cửu chỉ bị véo hai lần, đến nay vành tai vẫn tê, bị ngón tay ấm áp chạm nhẹ, nàng kỳ thật đã không có cảm giác đau, nhưng trong nháy mắt bị chạm vào, vẫn vô thức co rúm lại đại khái là lưu lại bóng ma quá mãnh liệt hình thành phản xạ có điều kiện nơi này bị người khác chạm vào sao giọng nam trầm thấp khàn khàn hỏi an cửu ngước mặt nhìn hắn chân chờ chậm rãi gật đầu một cái bùi tịch hàng mi dài hơi rũ cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau hắn thấy trong mắt đen nhánh của nàng phản chiếu bóng dáng mình chỉ có một mình hắn nàng là của hắn không thể bị người khác đụng vào một cảm giác xúc động không biết từ đâu khiến nam nhân gục đầu xuống môi mỏng hé mở đưa vành tai nho nhỏ sưng đỏ như trái mâm sôi kia vào miệng hắn đeo mặt nạ không che môi cho nên dễ dàng ăn trái mâm sôi đỏ kia a à, phi phi y thiếu nữ giấy dụa một chút hai tay nàng đều nâng lên chống trước ngực hắn phảng phất đang kháng cự nàng sao có thể kháng cự mạng này của nàng đều thuộc về hắn bùi tịch không lùi lại hắn há mồm cắn một cái thứ mềm mại giữa môi răng khiến thiếu nữ không nhịn được đau hô lên cùng run rẩy nàng cuộn tròn trong lòng hắn run giống chim non chưa mọc lông mặc dù như vậy nàng cũng không rời đi ngược lại càng rút sâu về phía lòng hắn Dường như hắn ôm mới là nơi trú ẩn an toàn nhất. Thân thể thiếu nữ mềm như bông khiến lửa giận trong lòng nam nhân thoáng bình ổn, hắn vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút liếm vành tai nhỏ mềm mại kia. Liếm sạch sẽ, toàn bộ quá trình, thiếu nữ vẫn luôn run lẩy bẩy, tay nàng chống cự vô lực mà hạ xuống, dần dần ôm lấy cổ hắn, thân thể tan như nước, nhu nhược không xương dựa vào ngực hắn. An cửu hé môi, trong miệng phát ra tiếng thở dốc. Bùi Tịch liếm sạch sẽ, rốt cuộc cảm thấy vành tai kia không chướng mắt, cũng không còn hơi thở chán ghét nữa. Độ hào cảm bùi tịch đối với cô cộng năm, hiện tại là không. Hắn rút lui, giọng nói không hiểu sao có chút khàn, người nọ còn chạm vào chỗ nào. Màu đỏ trên mặt thiếu nữ lan rộng, mắt đào xinh đẹp lấp lánh, cả người nàng mềm như bông, nếu không phải hắn còn đỡ eo nàng, chỉ sợ sẽ trực. Tiếp trượt xuống, đáy lòng bùi tịch hiện lên vài tia nghi hoặc, không biết vì sao phản ứng của nàng lại lớn như vậy. Hắn vừa rồi vẫn chưa dùng sức, hẳn là sẽ không đau mới đúng. Sóng mắt thiếu nữ lưu chuyển, giận hắn liếc mắt một cái, suy yếu lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, hắn không đụng vào ta. Giờ khắc này, An Cửu đặc biệt muốn hỏi một câu, nếu còn chạm vào chỗ khác, hắn chẳng lẽ còn muốn liếm từng chỗ sao? Trong sách chưa từng viết, Bùi Tịch còn có thuộc tính chó đi tiểu đánh dấu chủ quyền như vậy nha. Phi y, vì sao huynh lại xuất hiện ở đây? Sau khi xác định thiếu nữ chung cổ độc, Bùi Tịch liền cho nàng uống một viên thuốc. Cũng không biết là thuốc gì, dù sao An Cửu vừa uống xong, đau đớn trên thân thể liền giảm bớt rất nhiều, tinh thần cũng thoáng tốt lên. Nàng bình tĩnh lại, liên hỏi vấn đề này, an Cửu, người này tuy ngu ngốc nhưng ra tay cứu giúp lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng có thể nhìn ra không phải trùng hợp. nếu nàng diễn vô tri sẽ có vẻ khả nghi, cho nên an cử đúng lúc đưa ra thắc mắc để bùi tịch tìm lý do giải thích cho nàng. nhìn đi, nàng chu đáo vậy mà an cử cảm thấy nếu bùi tịch là ông chủ của nàng, nàng nhất định có thể được trao giải nhân viên hiểu xếp nhất trong lịch sử. ông chủ muốn làm gì, ông chủ yêu cầu phối hợp thế nào, nàng đều hoàn thành rất khá, thậm chí không tiếc trả giá đắt như thế nàng thật đúng là cấp dưới yêu nghề kính nghiệp bùi tịch nghe vậy lại trầm mặc hắn tạm dừng một lát không đáp mà hỏi lại cô tới đây làm gì an cử huynh nói ta tới đây làm gì ta đạp ngựa không phải phối hợp diễn với huynh sao nội tâm an cử bất lực phun tào ngoài mặt lại ấp úng nhỏ giọng nói ta ta nghe nói buổi tối bên này muốn bắt người xấu ta liền tới xem náo nhiệt xem náo nhiệt ấy mà xem náo nhiệt liền để bản thân bị bắt nam nhân mỉm cười nói nếu không phải đến diễn tiếp An Cửu rất muốn tháo mặt nạ tên này xuống, táng vào mặt hắn. Chờ đi, hiện tại để huynh kiêu ngạo, xem về sau ta ngược huynh thế nào. An Cửu trột dạ mà cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải còn có huynh tới cứu ta sao. Sau mặt nạ, trong mắt nam nhân hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nữ nhân này vừa đến trước mặt, phi y, biểu hiện liền vô cùng khác, e lệ xinh đẹp, giống tiểu cô nương bình thường. Thấy nhiều lần An Cửu làm trời làm đất, hắn thật ra có chút không quen. Bùi tịch nói, ta tới đây là có nhiệm vụ trên người, không phải đặc biệt tới cứu cô. Dừng một chút, hắn lại nói, ta là huyền y vệ. An cửu ngẩng đầu, ngữ khí kinh ngạc, hóa ra huynh là huyền y vệ. Huyền y vệ thuộc triều đình, xem như là chi võ lâm của triều đình, trực tiếp phục vụ hoàng thất. Vai trò của huyền y vệ là bí mật giám sát quan viên, điều tra chuyện âm ti, xử lý một số chuyện mở ám và bảo vệ thành viên hoàng thất, v, v. Dù sao, chính là tổ chức bí mật giống như cẩm y vệ. Huyền y vệ còn có một chi phụ trách âm thầm giám sát võ lâm, phía võ lâm lớn đối với triều đình nói trăm hại mà không một lợi, hoàng đế liền lợi dụng huyền y vệ hình thành sự cân bằng với võ lâm. An cửu lộ ra biểu tình bừng tỉnh, khó trách huynh lại xuất hiện ở trong sơn động và thành bình lan, nhất định là huynh tới điều tra những việc này đúng không? Triều đình cũng cần phải khống chế hướng đi của võ lâm, những huyền y vệ ẩn thân trong giang hồ sẽ không bại lộ tung tích, chỉ phụ trách thu thập tin tức trong tối, sau đó đem tin tức thu thập được truyền lại cho hoàng đế. An cửu âm thầm bội phục, tìm được lý do này quá tốt, quả thực không hề có sơ hở. Nam nhân trầm giọng nói, "Đúng vậy, lần sau đừng mạo hiểm, cô chỉ là người thường, không nên tham dự vào chuyện võ lâm." "An Cửu, ta cũng không muốn tham dự nha, huynh có thể cho sao?" "Khi nào huynh mới thôi diễn tiết mục cổ lỗ si anh hùng cứu mỹ nhân với ta hả?" "An Cửu quyết, định thêm một mồi lửa, nàng không thể lại bị động như vậy." An Cửu thoáng rũ mắt, vẻ mặt ngượng ngập nói, "Phi y, huynh đã là huyền y vệ, vậy huynh, huynh hẳn là biết chuyện của ta chứ?" "Biết, phụ thân bức gả ta cho Minh Vương, ta không muốn gả." "Nhưng ta biết" sớm hay muộn hắn có thể tìm thấy ta. Nhưng khi đó thanh danh của ta hẳn sẽ rất tệ, đến lúc đó, ta sẽ xin bệ hạ ban hôn, chúng ta thành thân được không? Đôi mắt thiếu nữ ướt đẫm, mắt đen nhánh tràn đầy tình ý. Nàng thực sự có dự định như thế, nàng thật sự muốn gả cho hắn. Bùi tịch kinh ngạc, kết quả này hắn sớm đã đoán trước, dù sao cũng là hắn dốc hết sức thúc đẩy, cũng không biết vì sao, đáy lòng hắn lại không vui. Hắn im lặng một lát, trầm giọng nói, ta chỉ là một huyền y vệ, Ta không để bụng huynh là ai, cho dù huynh là ăn mày ta cũng muốn gả. Ta thích huynh, phi y, lần đầu tiên huynh cứu ta ta đã thích huynh, hiện tại huynh đã cứu ta ba lần, theo lý mà nói, mạng này của ta đều là của huynh. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, huynh, có đáp ứng hay không? Thiếu nữ khẩn trương mà cắn môi, mới vừa cắn một chút lại vội vàng nhả ra, cánh môi đỏ thắm mẫn cảm hơi sưng, giống như trái anh đào căng mọng ướt át. Cổ độc còn chưa giải, nàng khó chịu mà liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua môi dưới sưng đỏ, đôi mắt tinh tế xuất hiện nước mắt. Ánh mắt bùi tịch không tự giác dừng trên môi thiếu nữ, đình trệ một lát mới rời đi. Hắn hắng giọng đối diện với ánh mắt tha thiết của thiếu nữ, sau một lúc lâu trầm ngâm mới nói, đây không phải chuyện nhỏ, an tiểu thư, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật, cách tốt nhất hắn nên làm là trực tiếp đáp ứng. Trước đêm nàng chó chặt, cũng không sợ nàng thay lòng đổi dạ. Bùi tịch trải qua kiếp trước, hắn từng thấy an cửu thích hạ tử kinh như thế nào, nàng ái mộ hạ tử Kình trong mắt đều là hắn ta nữ nhân này chân chính nhận định một người, đó là sinh tử bất hối. Nhưng khi chân chính đạt được ái mộ của nàng, được nàng lớn mật cầu hôn, nội tâm bùi tịch dâng lên không phải thỏa mãn, mà là một tia hứng thú dã rời. Là dễ dàng quá mức sao, hắn mơ hồ cảm giác, thiếu nữ trước mặt có lẽ thích hắn, nhưng không giống như kiếp trước thích hạ tử kinh. Bùi tịch không chỉ từng thấy an cửu nhất kiến trung tình với hạ tử kinh, hắn cũng tận mắt chứng kiến tình yêu của hạ tử kinh và lâm thanh niên. Loại tình cảm này, thậm chí có thể khắc chế tình cổ, nguyên nhân kiếp trước hắn chất một nửa là do độc phát vô cớ nửa còn lại là do xem nhẹ tình cảm con người sống lại một kiếp bùi tịch tiếp thu giáo huấn sẽ không coi thường điều này có sự đối lập này bùi tịch lại dùng góc nhìn mới nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt hai mắt nàng sáng lấp lánh chờ đợi mà nhìn hắn biểu tình nóng lòng lại thấp thỏm ngón tay nắm vai áo biểu hiện ra nội tâm nôn nóng cùng bất an nghe được câu trả lời của hắn nàng hiển nhiên rất thất vọng nhưng chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng khuôn mặt nhỏ tái nhợt rất nhanh lại hiện lên tươi cười tự an ủi mình, không sao, cũng đúng, chúng ta mới gặp vài lần. Chờ ở chung nhiều hơn, quen thuộc hơn, đến lúc đó huynh đáp ứng ta được không? Bùi tịch mắt lạnh nhìn nàng, cực ít người biết, hắn kỳ thật rất khó cảm nhận được tình cảm của người thường. Đặc biệt là cảm xúc tích cực, thời điểm người thường cười, hắn không biết vì sao phải cười. Mọi người chờ mong, cảm động, vui sướng, tất cả hắn cơ hồ không thể đồng cảm. Khi còn nhỏ, bùi tịch chưa học được cách ngụy trang, mặc dù có người chất trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc và phản ứng gì, vì thế người trong cốc liền lén nói hắn là tiểu quái vật. Sau đó, hắn dần dần phát hiện người ngu xuẩn thường chỉ biết nhìn bề ngoài người khác, mà nụ cười là thứ che giấu tốt nhất. Vì thế hắn liền học cười, buồn cười chính là hắn chỉ mang lên một gương mặt giả, dạ, thái độ mọi người đối với hắn lại tốt lên, bắt đầu khen hắn. Giờ khắc này, Bùi Tịch cũng không thể phân biệt sự yêu thích của thiếu nữ đối với hắn là bao nhiêu, chỉ là theo bản năng cảm giác, không đủ. Còn chưa đủ, không bằng tình cảm nàng đối với Hạ Tử Kình trong ấn tượng một loại trực giác nói với hắn như thế, có lẽ chính như nàng nói, bọn họ ở chung quá ít, tình cảm bồi dưỡng chưa sâu. Nghĩ đến đây, bùi tịch chậm rãi gật đầu, được, phi y, lần này ta có thể nhìn mặt huynh không? Chúng ta gặp nhau ba lần, ta còn chưa biết bộ dáng của huynh. Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng, trông mong mà nhìn hắn. Có thể, nam nhân đáp, an cửu sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Tim nàng nhất thời đập nhanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nam nhân, nhưng khi hắn một tay tháo mặt nạ màu bạc xuống, lộ ra lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ được lắm hắn gian lận nàng sao lại quên thế giới võ hiệp có một đặc điểm còn không phải là dịch dung sao gương mặt xuất hiện trước mắt an cửu Mì dài đen lông mày mọc sách vào trong tóc mai mũi cao thẳng môi hơi dày làn da thật ra rất trắng đường nét khuôn mặt sắc bén so với gương mặt vốn có của hắn càng sắc bén một ít bùi tịch vốn có tướng mạo nhu hòa lại thường mang ý cười người như tắm mình trong gió xuân cho người ta cảm giác ôn nhu vô hại Hiện giờ gương mặt này đại khái là phòng theo phong cách của Hạ Tử Kinh, chính trực trầm ổn, nghiêm nghị chính khí, vừa thấy chính là nam nhân trầm ổn lãng tử. An Cửu, nàng nhìn khá lâu, nam nhân giơ tay sờ sờ gò má, thấp giọng dò hỏi thế nào. Đây chính là khuôn mặt hắn tỉ mỉ thiết kế, tham khảo bộ dạng của Hạ Tử Kinh, tận sức chế tạo ra phong cách nàng thích nhất. Nàng nhìn chằm chằm hắn như vậy, Bùi Tịch nhất thời có chút không xác định, nàng rốt cuộc có vừa lòng không. An Cửu cong mắt, cười rạng rỡ, rất đẹp, phi y, rất tuấn tú, ta rất thích dứt lời thiếu nữ liền e thẹn mà cúi thấp đầu xuống như là ngượng ngùng thấy tình cảnh này trong lòng bùi tịch khẽ buông lỏng rồi lại mơ hồ cảm giác được bất an kỳ lạ có lẽ nàng thay đổi quá nhiều quá khác ngày thường hắn không suy nghĩ sâu xa một lần nữa đeo mặt nạ lên nói với thiếu nữ ta đưa cô rời khỏi đây trước an cử ngoan ngoãn gật đầu được nàng vươn hai tay về phía hắn vẻ mặt đương nhiên mà dịu dàng nói ta không dậy được huynh ôm ta đi bùi tịch khựng lại trầm mặc cúi người bế ngang thiếu nữ lên ôm chặt vào lòng Nam nhân ngực rộng ấm áp, biết nàng chúng cổ độc, hắn liền cố tình bảo vệ nàng, không để bất kỳ nhánh cây hay phiến lá nào chạm vào cơ thể thiếu nữ. Hắn người mang võ nghệ, mặc dù đi trong núi sâu rừng già, bước đi vẫn như dẫm trên đất bằng. An cửu cả đêm không ngủ, cho đến bây giờ nàng rốt cục mới cảm thấy thoải mái, an tâm. Nếu nói, trên thế giới này chỗ nào nàng an toàn nhất, vậy nhất định là ở bên cạnh bùi tịch. Cho dù mục đích cuối cùng của hắn là muốn mạng nàng, nhưng trước đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ mạng mình ý thức của An Cửu dần dần mê mang, trong vòng tay ấm áp, nhỏ bé nhưng có thể an tâm này, nàng mặc kệ bản thân, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Rõ ràng tính kế lẫn nhau, rồi lại suy diễn tình thâm, bọn họ cũng thật chớ trêu. Trước khi đi vào giấc ngủ, trong đầu nàng hiện lên một câu như vậy. Giống như con cá nhảy khỏi mặt nước, sau khi vụt lên, lại nhanh chóng chìm vào đáy biển. Ngủ đến nửa đường, An Cửu mơ hồ cảm giác sóc nảy dưới thân đã ngừng, bùi tịch dừng lại, hắn đặt nàng thật cẩn thận ở một chỗ, ấm áp bao quanh thân rời đi mí mắt an cửu khó khăn hé ra nàng quá mệt buồn ngủ rằng xé nàng kéo nàng vào hố sâu an cửu mơ mơ hồ hồ nhìn nam nhân hàm hồ hỏi huynh lại phải đi sao lần sau muốn gặp ta có thể thổi còi nam nhân đeo mặt nạ nói lời vừa dứt thiếu nữ tựa như đã đạt được hứa hẹn vẻ mặt bình yên mà đi ngủ mặt mày đều là tin tưởng đối với hắn sau khi bùi tịch nhìn chăm chú nàng một lúc lâu đứng dậy lại lần nữa đi vào trong rừng trời còn chưa sáng hắn vẫn còn thời gian, đi rớt cái tên đã chạm vào đồ của hắn. Trong rừng không biết khi nào nổi gió, thổi cành lá rung xào sạc. Bùi tịch thả trùng tìm hương ra, đó là một loại trùng giống thiêu thân, có thể theo mùi hương tìm tung tích. Trùng nhỏ nhanh chóng bay về phía trước, bùi tịch đi theo phía sau, bước chân không tiếng động. Hắn mới luyện thần công có mấy ngày, nội lực còn chưa đủ, nhưng đã bắt đầu thấy được kết quả. Thần công không hổ là thần công, hiệu quả rất nhanh, người thường phải luyện mấy năm mới có thể đạt võ công tuyệt thế, hắn lại có thể trong thời gian ngắn, nhanh gấp 10 lần, trăm lần người thường. Hiện giờ bùi tịch lại trùng tu, sau trước kia càng thêm thuần thục, có thể tránh mọi trở ngại gặp ở kiếp trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nửa năm, hắn có thể một lần nữa đạt tới trình độ kiếp trước. Bước chân bỗng chốc im bặt, bùi tịch bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía trước. Bụng ca trắng đã nổi lên phía chân trời, trong rừng phía trước cách đó không xa, đang có một hắc y nhân đứng dưới tảng cây, từ xa nhìn hắn. Bùi tịch bước chân dừng lại, lên tiếng, phu thịnh. Vô Thịnh sau khi tỉnh lại tức giận không thôi, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn vốn tâm địa hẹp hòi, đương nhiên không thể buông tha cho tiểu cô nương đã lừa gạt hắn, vì thế không ngừng đuổi tới, theo đến đây. Hai người liền tại đây oan ra ngõ hẹp, Vô Thịnh giận tận trời thiêu mất lý trí, cũng không biết được nam nhan che mặt phía trước kia là ai, dù sao bất kỳ thứ gì cản đường hắn đều phải chất. Ngươi muốn cản đường ta? Không, ta tới lấy mạng của ngươi. Vô Thịnh cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, ngón tay vừa chuyển, một cây sáo trúc nhỏ bằng bàn tay xuất hiện trong tay, hắn sắc mặt âm trầm, mắt hạt châu đen như mực, u ám nhìn nam tử bạch y che mặt, đưa sáo trúc lên môi. Rõ ràng từ động tác môi của hắn, tựa hồ đang thổi sáo, nhưng cây sáo ngắn ngủn kia lại không phát ra bất cứ thanh âm gì. Trong rừng mơ hồ vang lên tiếng sột soạt quỷ dị, như là tầm ăn lá dâu, lại giống vô số con sâu nhỏ đang bò, xung quanh phát ra động tính, dày đặc giống như một trận mưa, khiến ra đầu người tê dại. Nhưng giờ phút này hai người đứng mặt đối mặt, ai cũng không quan tâm điều đó nam nhân bạch y vẫn không nhúc nhích ánh mắt bình tĩnh đứng yên tại chỗ như không hề nghe thấy tiếng xào sạc từ bốn phương tám hướng chuyển đến đây là một kiểu thái độ coi rẻ hết thảy mặt phu thịnh càng thêm âm trầm ngón tay ấn nhanh lỗ trên sáo trúc biến hóa nhạc khúc người thường căn bản không nghe thấy tiếng xào sạc ngày càng lớn giống như thủy triều vào tới hướng bạch y nhân nếu giờ phút này có người bên cạnh vây xem có thể thấy trong rừng đột nhiên xuất hiện một mảng lớn trùng dày đặc đủ loại trùng từ dưới đất chui lên như bị thao túng lao về hướng bạch y nhân bởi vì số lượng quá mức khổng lồ lũ trùng tụ tập lại với nhau liền hợp thành nước lũ thật lớn màu đen giống như một tấm lưới lớn đen nhánh che trời lấp đất áp đảo nam nhân ở giữa từ đầu đến cuối nam nhân chỉ bình tĩnh đứng đó khóe miệng còn gợi lên một độ cung như có như không động tác duy nhất hắn làm đó là từ ống tay áo lấy ra một chiếc quạt xếp trắng tinh 36 chiếc nan quạt làm từ ngà voi chân quý toàn thân cây quạt trắng tuyết chỉ có trên mặt quạt viết một chữ y thẳng đến khi tấm lưới màu đen cách hắn một mét lũ trùng đang lao tới đột nhiên dừng lại chúng nó như là sợ hãi điều gì ngừng ở khoảng cách đó không chịu tới gần ánh mắt vô thịnh lạnh lùng nháy mắt hiểu gặp phải đối thủ mạnh động tác trong tay hắn thay đổi làn điệu trở nên hung hiểm hơn lũ trùng bắt đầu sao động đã sợ hãi người phía trước nhưng phía sau lại truyền đến làn điệu thúc giục khiến chúng chần chừ cuối cùng vẫn có trùng nghe theo mệnh lệnh bò về phía trước vừa bò vào phạm vi một mét lũ trùng chợt mất năng lực hành động lưới lớn vừa tràn về phía trước chưa đến ba tắc liền hoàn toàn dừng lại nhìn kỹ hơn những con trùng vượt qua một mét, thế nhưng tất cả đều đã chất. Chớp mắt, toàn quân bị diệt, vô số trùng bò về phía trước, đều thất bại thảm hại, cho dù thế nào cũng không với tới một mảnh góc áo của nam nhân bạch y, đến nửa đường đã chất. Từng lớp từng lớp trùng màu đen vào tới, hết con này đến con khác, thi thể trồng chất thành sườn núi nho nhỏ. Ngươi là ai? Vô thịnh cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí sau cơn tức giận, hiểu người này không phải hắn có thể đối phó. Cao thủ đối chiêu, thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tranh lệch, Vô Thịnh là bậc thầy cổ độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra bạch y nhân này cũng là cao thủ dùng độc, cao minh hơn hắn rất nhiều. Hắn cần dùng cổ để khống chế trùng và độc, thủ đoạn của nam nhân trước mặt hắn lại chưa từng thấy qua, hẳn là độc sư thuần túy. Không phải cổ sư không bằng độc sư, mà hắn không phân biệt ra đối phương dùng độc. Vừa rồi hắn thả cổ trùng mình bồi dưỡng ra ngoài, cổ trùng cũng bị độc chất. May mắn không phải cổ bản mệnh, bằng không Vô Thịnh sẽ tổn thất trầm trọng. Giữa các cổ sư so cái gì? Đương nhiên là độc, độc của người này lợi hại hơn hắn, mặc dù không có cổ, hắn cũng không phải là đối thủ. Vu Thịnh nghĩ thông suốt điểm này, đáy lòng liền từ bỏ, hắn tuyệt đối không phải người tham công liều lĩnh, thậm chí có thể gọi là thận trọng, đối phó với phái Hoa Sơn cũng chỉ dám sợ hãi rụt rè tránh ở chỗ tối, giống như con chuột, không dám đối kháng chính diện. Ta và ngươi không thù không oán, lần này là ta mạo phạm, ta nguyện thu tay, mong các hạ không so đo. Vu Thịnh có được giãn được nói, sau mặt nạ màu bạc truyền ra một giọng nói ôn nhuận, đầu ngón tay bạch y nhân nhẹ phẩy quạt, cười nói cũng không phải là không thù không oán. Vu thịnh nhíu mày, không rõ khi nào mình đã chọc phải kẻ thù lớn như vậy, không khỏi nghi hoặc ta không quen biết các hạ, không biết kết thù oán với các hạ lúc nào. Bạch y nhân gần từng chữ một, người chạm vào đồ của ta. Hắn nhấc chân chậm rãi đi về phía trước, tốc độ không nhanh, những con trùng xung quanh chưa từng thối lui, nhưng hắn tiến lên một bước, những con trùng đó liền như Moses sẽ biển tránh ra một hai bên tạo thành một con đường. Rõ ràng đây là trùng vô thịnh thao túng, từ góc độ người ngoài cuộc, những con trùng đó như nghe lệnh của Bạch Y Nhân, coi hắn là chủ. Chuông cảnh báo trong lòng Vô Thịnh rung lên, hắn thật sự không biết nhân vật lợi hại như vậy, cũng không rõ đắc tội hắn chỗ nào. Nhưng thấy đối phương hung hãn tới gần, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ chạy, vì vậy hắn cao mày sắc bén, cắn răng triệu hồi cổ bản mệnh của mình. Cổ bản mệnh của Vô Thịnh mới vừa trải qua luyện chế, lúc trước độc tố đã cực kỳ mạnh, sau khi gặp được vị thiếu nữ cơ thể ngọc tình kia, hắn lại gia tăng độc tính, hiện giờ đã không phải là nhỏ. Trùng nhỏ mới vừa xuất hiện, rơi xuống mặt đất, liền bò nhanh về hướng nam nhân bạch y. Tốc độ của cổ trùng nhanh hơn lũ trùng đen lúc trước, cơ hồ có thể so với một tia chớp. Trong thời gian ngắn, trùng nhỏ giống con rết liền đến trước mặt bạch y nhân, hung hăng đâm vào cổ đối phương. Cổ trùng này một khi chui vào trong thân thể đối phương, có thể khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ở trên người thiếu nữ kia, phu thịnh chỉ hạ cổ độc, chưa làm cổ trùng ký sinh, nếu là cổ trùng ký sinh, nàng chỉ sợ sống không quá một đêm liền sẽ vì vô số vết đau trên người mà chất đi. Mặc dù chỉ là một miệng vết thương nhỏ không đáng, kể, đều sẽ khiến nàng cảm nhận được đau đến thấu tim. Cổ này là tác phẩm đáng tự hào mà vô thịnh bồi dưỡng mấy năm, bởi vì nó, hắn mới có thể thuận lợi mọi việc. Quan trọng nhất chính là, cổ này vạn độc không xâm, không có bất kỳ độc nào có thể rớt chất nó. Khóe miệng vô thịnh nhếch lên một tia cười âm trầm, chờ đợi nhìn người nọ quỳ xuống đất xin tha, nhưng giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bạch y nhân vẫn đứng vững, hắn rũ mắt, hàng mi đen dài hơi khép, tầm mắt dừng ở trong tay. Giữa những ngón tay thon dài trắng nón, cổ trùng màu đen giống như một cái dây nhỏ, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp, không ngừng giấy rụa vặn vẹo. Hắn hứng thú đánh giá cổ trùng, ngay sau đó đầu ngón tay hơi dùng sức, như là bóp chất một con kiến, dễ dàng bóp thành hai mảnh. Sao có thể, Phu Thịnh không tự chủ được mà buột miệng thốt ra, cùng lúc đó chợt phun ra một ngụm máu, bất lực ngã xuống đất đó là cổ bản mệnh hắn tỉ mỉ nuôi nấng mười mấy năm lấy mấu đầu tim làm thức ăn cổ trùng vừa chất hắn cũng chịu phản vệ thật lớn quỳ trên mặt đất lung lay sắp đổ sao có người có thể chạm vào cổ trùng mà không bị cổ trùng ký sinh vu thịnh không thể tin vào những gì mình nhìn thấy nhất thời chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt bạch Y nhân tiếp tục đi về phía trước bên môi hàm chứa ý cười nụ cười nhạt rơi vào trong mắt vu thịnh chỉ khiến cả người hắn phát lạnh như vào động băng vu thịnh không trốn hắn biết mình trốn không thoát võ công của hắn không tốt mèo ba chân cũng không bằng năm đó sư phụ sư huynh nhiều lần khuyên bảo hắn lại không chịu nghe theo còn cảm thấy trên đời này không chỉ có con đường tập võ có thể đi sau đó hắn chứng minh bản thân trở thành cổ sư khiến ai nghe danh cũng sợ vỡ mật từ đó hoàn toàn từ bỏ võ công chuyên tâm nghiên cứu cổ trùng chẳng lẽ hôm nay chính là ngày hắn chất sao bạch y nhân đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống cười hỏi cô nương đêm qua bị ngươi mang đi ngươi dùng ngón tay nào chạm vào nàng trên mặt phu thịnh hiện lên một tia bừng tỉnh hóa ra là vì chuyện này Thẳng đến giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên nhân vì sao mình chết. Vô thịnh cười khổ một tiếng, không trả lời vấn đề này, mà nghiêm túc hỏi vì sao ngươi không bị cổ trùng ký sinh. Ý cười bạch y nhân khượng lại, hàng mi dài nhẹ phẩy, như là không nghe thấy lời này, tự nhủ coi như ngươi dùng tay phải. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng búng tay về phía tay phải vô thịnh, ngay sau đó, vô thịnh liền cảm giác được cánh tay phải đau rát, như nướng toàn bộ cánh tay trên bếp lò, một lát sau, hắn hoàn toàn mất đi cảm giác ở cánh tay phải. Cánh tay này, chớp mắt liền bị phế như vậy sắc mặt vô thịnh tái nhợt mồ hôi lạnh đầy đầu đầy cổ hắn ôm cánh tay phải vô tri vô giác có thể cảm nhận được đây lại là một loại độc hắn hoàn toàn chưa từng thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạch y nhân người rốt cuộc là ai dù có chất cũng cho ta chất rõ ràng lúc này bạch y nhân mới thông thả ung dung nhìn hắn ánh mắt rất hờ hứng như không phải nhìn người mà nhìn một vật chất bên môi lại hàm chứa ý cười ôn nhu chậm rãi nói người không có tư cách biết ta là ai khoảnh khắc sinh tử Phù Thịnh cũng không rảnh lo quá nhiều, hung tợn uy hiếp nói, chẳng lẽ các hạ muốn đuổi cùng rất tận như thế. Ta là đồ đệ của trưởng lão miêu tộc ở Nam Cương, nếu biết ta chất, sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Lời vừa nói ra, Phù Thịnh lập tức cảm giác ánh mắt bạch y nhân nhìn hắn thay đổi, dường như lúc này, hắn mới được người này coi vào trong mắt. Nam Cương, hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi trả lời được, ta sẽ thả ngươi. Bạch y nhân đánh giá hắn một lát, đột nhiên cong khóe miệng. Phù Thịnh lập tức vui mừng, ngươi hỏi đi. Cổ song sinh, ngươi biết không? Ngươi muốn tìm cổ song sinh, ngươi chẳng lẽ là con trai Bùi Chu? Phu Thịnh không thể tin chừng lớn mắt, vừa dứt lời, quanh thân chợt lạnh. Phu Thịnh chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Y Nhân nhìn mình vô cùng lạnh nhạt, gần như đang nhìn người chết. Phu Thịnh không ngu, sao không biết một câu của mình đã nói toạc ra chân tướng? Người này nếu đeo mặt nạ đến, đó là không muốn bại lộ thân phận. Hiện giờ bị hắn nhận ra, chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều. Trong đầu lóe lên, Phu Thịnh nhanh chóng lên tiếng: Ta biết cổ song sinh. Ta có thể giúp ngươi đi tìm, 18 năm trước, phụ thân ngươi tới tìm ta, bảo ta tìm cổ song sinh, lần đó ta liền đi tìm rồi. Đôi mắt Bạch Y Nhân đen nhánh, tiếng nói lạnh băng, "Ngươi nói, Bùi Chu từng thấy cổ song sinh?" "Không sai, ông ta tìm cổ song sinh để cứu mẫu thân ngươi, độc kia vốn hạ trên người mẫu thân ngươi. Chỉ là lúc ấy mang thai, thai nhi trong bụng cũng trúng độc, độc tố cuối cùng không thể trừ tận gốc." Bạch Y Nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở trong rừng, gió núi nổi lên, thổi nhánh cây như nhảy múa điên loạn góc áo trắng tuyết của hắn tung bay trong gió, khuôn mặt giấu sau mặt nạ, không thấy nửa phần thân sắc. Lòng vô thịnh căng thẳng, sau một lúc lâu mới thấy không khí xung quanh như buông lỏng, chỉ nghe một giọng nam ôn nhã nhẹ nhàng chậm chạp vang lên bên tai, được, người đi tìm cổ song sinh, đây là độc âm dương phù, một tháng phát tác một lần, lúc phát tác sẽ sống không bằng chất, mỗi tháng ta sẽ cho người một viên thuốc giải, một khi người phản bội ta, liền sẽ độc phát thân vong. Viên đan dược đỏ như ngọc được kẹp giữa ngón tay, đưa đến trước mặt vô thịnh. Vô Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y Nhân, chỉ thấy hai tròng mắt đen nhánh u ám sau mặt nạ, sâu không thấy đáy. Nếu ngươi tìm được cổ song sinh, ta liền đưa ngươi thuốc giải thực sự, thả ngươi tự do. Bạch Y Nhân thong thả ung dung nói, trong lòng Vô Thịnh biết mình không có lựa chọn nào khác, cự tuyệt chỉ có con đường chất. Hắn nuốt nước miếng, tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong bụng. Làm xong tất cả, Bạch Y Nhân đang định rời đi, vừa quay người lại, dường như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại. Hắn hơi nghiêng người, lợi ít mà ý nhiều, thuốc giải cổ bản mạng của ngươi. vu Thịnh lập tức hiểu ra, giải thích nói, ngươi phải giải độc cho tiểu cô nương kia. Cổ bản mạng của ta không có thuốc giải, muốn giải độc lại phải để cổ trùng cắn nàng một cái, hút độc trong cơ thể nàng ra. Bạch Hy Nhân im lặng một lát, mới nói, mấy ngày nay ngươi trước tiên đừng rời đi, chờ ta gọi ngươi tới giải độc cho nàng. Vâng, trong lòng Vu Thịnh chua xót, không nghĩ tới kế hoạch mình một phen tạo ra còn chưa triển khai, đã nhanh chóng thất bại. Còn gặp người trẻ tuổi khủng bố như vậy, nếu hắn nhớ không lầm, con trai Bùi Chu năm nay mới 18, tuổi trẻ đã nắm độc thuật, hơn xa cổ sư thành danh đã lâu là hắn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, là kỹ năng của hắn không bằng người. Chỉ là không biết, con trai mình đi theo tà đạo, Dược Phương Bùi Chu danh tiếng lẫy lừng có biết không? Dược Phương Bùi Chu có tiếng tâm địa Bồ Tát, con trai thân sinh của ông ta lại học một tay độc thuật âm ngoan đến cực điểm, nếu truyền ra, sợ là không ai tin đi.